chương 11, Bạch Vân Du Du Trong truyền thuyết, có một thức đi tại chân trời kiếm pháp, hành thiên thất kiếm. Một thức này kiếm pháp hoành không xuất thế lúc, đương thời mạnh nhất kiếm tiên hữu đồ lão gia tử, thất kiếm bêu đầu thánh thần trên điện phủ một đảm nhiệm điện chủ, về sau ẩn vào nhân thế, truyền vì giai thoại. Hậu nhân quan sát hành thiên thất kiếm, đã sáng tạo ra Bạch Vân kiếm pháp. Đương nhiên, cấp bậc kéo thấp mấy chục cái giai vị. Đây chỉ là cái bình thường hậu thiên linh kỹ. Bạch Vân kiếm pháp thu nhận sử dụng tại Thiên Tang Linh cung linh tàn cát, tổng số có 13 kiếm. Lúc kia còn tư chất bình thường từ tiểu thụ, cuối cùng suốt đời sở học, rốt cục tại trong 3 năm, học hội kiếm thứ nhất, Bạch Vân Du Du. Cái này là hắn nhân sinh bên trong, nắm giữ thức thứ nhất linh kỹ, cũng là duy nhất một thức. Ân, ừ, xác thực nói, là một thức bên trong một phần 13. Khi não hải bị hắc ám thôn vệ, cảm nhận được thiên địa rung mạnh thời điểm, từ tiểu thụ nhìn thấy tàn khổ mang theo hắn hư một tiếng bay lên trong mây. Hắn một kiếm chém ra, mây trắng khoan thai tản ra, lại khoan thai tụ lại. Vô thủy vô chung, bất tử bất diệt. Chỉ một thoáng, vô tận kiến thức tụ hợp vào não hải, vô số cảm ngộ ùn ùn kéo đến. Hắn nhớ lại mỗi một cái ban đêm hù dọa, tại đình viện cầm kiếm khổ luyện trong nháy mắt. Đâm, hoành, chọn, cắt. Đó là cơ bản nhất kiến thức cơ bản, đó là máu cùng mồ hôi, cái kia hóa thành bản năng mỗi một chiêu, mỗi một thức, tại thời khắc này tự hồ dung hội quán thông. Từ tiểu thụ nhìn trước mắt mây trắng, thu kiếm. Mục tích tắc này cái kia, chân trời xuất hiện đi chậm rãi kiếm quang, dăn khắp nơi, nhìn như ung dung mà tới, kỳ thực chớp mắt là tới. Mây trắng hóa thành mảnh vỡ, bầu trời băng làm bụi bặm. Hoắc. Từ tiểu thụ mãnh liệt tỉnh lại, ngụm lớn mặt khí thô, theo hắn khẽ động, quần áo hóa thành từng mảnh khối vụn, điêu tại trước người, tựa như huyển cảnh bên trong mây trắng. Hắn cúi đầu, tàn khổ nơi tay, tự hồ tại nhảy cẩn lấy, phát ra thanh thúy kiếm minh. Cho nên, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? từ tiểu thụ mộng bức hắn liền thanh bị động chìa khóa cắm vào chìa khóa biến mất hắn liền tiến vào kiếm ý kia ung dung mây trắng huyễn cảnh còn thanh đáy lòng của hắn đau khổ nhất một màn câu đi ra luyện ba năm chỉ hội một phần mười ba thức bạch vân kiếm pháp đây là hậu thiên kiếm pháp a tư chất là có bao nhiêu thấp kém mới có thể đạt thành loại này độ khó cao thành tựu a có thế không đau khổ mà từ tiểu thụ bình tĩnh lại hắn đem hồi ức thâm tàn tranh thủ thời gian nhìn về phía tin tức cột thứ này tuyệt đối cùng bị động chìa khóa có quan hệ mới một nhóm nghiễm nhiên đổi mới. Thu hoạch được tinh thông bị động kỹ, kiếm thuật tinh thông. Tinh thông hình. Kiếm thuật tinh thông. Từ tiểu thụ người choáng ván, đây là lại đến một muỗng xuất hàng. Ta mẹ nó thật mở ra một cái có thể là ngư nhất phê loại kia bị động kỹ. Vẫn là tự mang ra sân đặc hiệu loại kia. Ngoạ tào. Từ tiểu thụ rốt cục nhìn không được phát nổ nói tục, Âu Hoàng phụ thể thành sự thật. Kiếm thuật tinh thông. Danh tự này nghe xong, liền là ngư khí hống hống A, à, sau cái kia cái gì cường tráng, sắc bén, cao không biết mấy cấp bậc. Đang bị động hệ thống đặt tên như thế đơn điệu tình huống dưới, có thể toát ra một cái cao hơn thường ngày danh từ bị động kỹ đến, có thể nghĩ cái này kiếm thuật tinh thông đáng sợ đến cỡ nào. Huống chi. Liên tưởng đến cái kia phiến mây trắng huyển cảnh, từ tiểu thụ toàn bộ người kích động đến đều run rẩy bắt đầu. Đừng nói là, cái kia huyển cảnh trúng kiếm chiêu, tri thức ta đã nắm giữ. Bởi vì là bị động kỹ, cho nên mỗi một lần xuất hiện, nó đều vô thanh vô tức, thay đổi một cách vô tri vô giác, nếu không phải từ tiểu thụ tận lực đi suy nghĩ cơ bản sẽ không phát hiện chính mình biến hóa hắn nhìn trong tay tàn khổ ông ông tác hưởng lấy nó cực kỳ hưng phấn từ tiểu thụ rất rõ ràng rất mãnh liệt cảm giác được đây vốn là tử vật tàn khổ giờ phút này thập phần hưng phấn thậm chí có thể nói phấn khởi thử một chút từ tiểu thụ trong đầu lóe lên ý nghĩ này thế là nhắm mắt nhớ lại huyển cảnh bên trong cái kia một thức lệnh mây trắng đều tiêu toái kiếm pháp hắn hô hấp dần dần yên lặng cảm giác mình nhẹ nhàng đang tại lên không. Linh hoạt kỳ ảo, sáng long lanh, trong xanh phẳng lặng. Thật thần kỳ cảm giác. Sau một khắc, từ tiểu thụ cảm giác mình hóa thân thành mây, bạch vân du du, mênh mông như họa. Ngày mùa hè khi gió nổi lên, mây trắng tiêu nát ở giữa. Từ tiểu thụ cảm thấy mình cần xuất kiếm. Thế là hắn xuất kiếm, vô ý thức một kiếm vạch ra, tối nghĩa vô cùng, nhưng lại lập tức xuyên qua qua thủy chung hai vị. Một kiếm ung dung, điều hiu gió chiều, thổi hết lá rụng. Xuy suy suy Khuyển cảnh bên trong một màn lần nữa xuất hiện không mấy đạo kiếm quan ung dung mà tới nhưng trong nháy mắt dày đặt tại trong phòng rõ ràng vô cùng chậm tốc độ chém ra nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ tan biến chân trời từ tiểu thụ mở mắt oanh hồng tâm gỗ xây đúc mà thành phòng ốc hóa thành từng mảnh khối vụn điêu tàn bành 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 hắn ngẩng đầu một cái đầy trời hồng tâm gỗ khối vụn đập xuống giữa đầu xây làm gỗ ngộ phần đem hắn mai táng trong đó họa tào tình huống như thế nào một cái chật hẹp chật chội trong phòng, một trương gỗ tròn bàn, ba nam nhân. Tiếu thất tu ngồi thẳng tắp, chỉ bất quá trên lưng kiếm lúc này đã bị bỏ vào bên đầu gối, hắn nghiêm túc lắc đầu, ta không uống rượu. Các ngươi cũng không phải không biết chân chính tu kiếm giả không say rượu, chỉ say kiếm, uống rượu chỉ hội loạn tâm trí ta, cứ thế mãi, ta kiếm liền không cho phép. Kiều Thiên Chi xùy một tiếng nâng cốc phun đến đối diện lão đầu trên mặt, lập tức lúng túng, ách, không phải cố ý. Hắn quay đầu nhìn về phía tiếu thất tu, một trận ôm bụng cười nghẹn cười, nói ngươi thật giống như không uống rượu liền có thể kiếm đạo tiếng nhanh tiếu thất tu nhàn nhạt một cười ta xác thực có chỗ tiến bộ hắn quay đầu nhìn về phía đang tại lau mặt lão đầu tang lão lần này trở về thế nhưng là dự định trường cư lão đầu trên đầu còn có mấy căn cỏ không có quăng ra hắn trừng kiều thiên chi một chút bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch tạm thời lưu thêm một đoạn thời gian a hắn nhìn xem ly rượu không bỗng nhiên nói ngươi có thể đã say rượu vậy say kiếm tiếu thất tu vừa muốn phản bác lão đầu lại nói đáng tiếc ngươi làm không được, không phải kiếm thứ tám tiên liền là ngươi. Kiều Thiên Chi một cái không nín được, cười to lên, hip hop hip hop ha ha. Tiếu thất tu. Đúng lúc này, hắn đầu gối bên cạnh trường kiếm vù vù, chấn động kịch liệt. Ba người liếc nhau, tất cả đều nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc. Tiếu thất tu bắt lấy vù vù chi kiếm, nghiêng tai lắng nghe, trong đầu lập tức thấy được phụ cận hết thảy hình tượng. Thiên tăng linh cung, ngoại viện. Gió chiều chậm chậm, một người đệ tử chính ôm kiếm tản bộ, thể ngộ nhân sinh bỗng nhiên ngực mình kiếm bắt đầu sao động bất an ý đồ tránh thoát ôm ấp hắn kinh hãi vội vàng ấn xuống mình kiếm lại là phát hiện chung quanh tất cả mọi người chỉ cần là tu kiếm giả từng cái đều là gặp cảnh như nhau khanh tiếng kiếm reo nổi lên bốn phía vậy mà thập phần phù hợp địa nối thành một mảnh vang vọng gần phân nửa ngoại viện tình huống như thế nào các đệ tử đều trợn tròn mắt kiếm minh một dặm hậu thiên kiếm ý lão đầu nhàn nhạt mở miệng ân tiếu thất tu gật đầu lập tức đứng dậy sợ hãi thang nói không nghĩ tới ngoại viện lại có đệ tử tu thành hậu thiên kiếm ý tăng thêm trước đó phát hiện hai cái luyện linh tiên thiên một cái nhục thân tiên thiên lần này ngoại viện đệ tử khối lượng còn thật là không giống nhau tốt nhục thân tiên thiên lão đầu kinh ngạc liền chén rượu đều để xuống tự hồ đang suy tư cái gì lập tức hắn đổi đề tài nói ta nhớ được lần trước xuất hiện cái kia kiếm ý vẫn là tô thiển thiển nha đầu kia a ân tiên thiên kiếm ý hắn bổ sung một câu Tiếu thất tu một bộ vội vã không nhịn nổi bộ dáng, nhưng vẫn là hồi đáp. Tô thiển thiển không có thể so sánh, nàng là thiên tài chân chính, trong tay cái kia đại lục 21 thanh danh kiếm một trong tồn tại, ngay cả ta đều thèm nhỏ giải không thôi. Đừng giả bộ, nhanh qua xem một chút đi. Một bên kiều trưởng lão vậy đứng lên, rõ ràng đã kiềm chế không được, còn cứng rắn muốn xử ở chỗ này. Tiếu thất tu xấu hổ địa sờ lên đầu. Lão đầu cười nói, đi thôi. Hai người tông cửa xông ra. Chật chật, lão đầu còn là một bộ ung dung không vội bộ dáng, tự hồ hậu thiên kiếm ý căn bản vốn không đủ để kích thích hắn hứng thú. Hắn đem trong bầu rượu còn thừa uống một hơi cạn sạch, nhặt sau khi đứng dậy cỏ nón lá đội ở trên đầu, từ sau cửa cầm qua quải trượng, chậm chậm rời đi. Thật lâu, hắn lại trở về, khép cửa lại sau lại lần rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 12, cái kia kiếm tu đến cùng đi đâu? Bịch. Trên đầu khối gỗ bị tung bay. Từ tiểu thụ trần như nhộng, một mặt mê mang từ mình đổ sụp trong phòng đứng lên đến. Đây là Bạch Vân kiếm pháp thức thứ nhất, Bạch Vân Du Du. Cái này mẹ nó ma sửa lại a. À. Một kiếm chém ra, vậy mà đem cả phòng đều chặt thành khối vụn, đây là hắn luyện 3 năm không dám cầm ra Bạch Vân kiếm pháp. Từ tiểu thụ mình đều không thể tin được. Cái kia một thức Bạch Vân Du Du, xuất kiếm, quỷ tích, hình ý vẫn như cũ cùng dĩ vãng giống nhau, nhưng hương vị hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Cái này kiếm thuật tinh thông, quả thực có chút đáng sợ vậy mà sinh sinh truyền cho hắn vô số kiếm đạo kinh nghiệm mà từ tiểu thụ bởi vì có luyện kiếm nội tình tại cho nên trong lúc nhất thời lại cũng có thế biến hóa để cho bản thân sử dụng hắn từ trong giới chỉ xuất ra quần áo thay đổi đi ra phế tích trong lúc nhất thời có chút im lặng vốn là muốn chỉ là thử một kiếm chưa từng nghĩ thanh phòng ở phá hủy bất quá có thể tận mắt nhìn đến mình một kiếm này uy lực phòng này chết không oan cảm thấy buông lỏng cảm giác suy yếu lập tức đánh tới một kiếm này đúng là đem hắn linh lực toàn bộ móc sạch từ tiểu thủ móc ra một viên linh tinh nhàn nhạt hít một hơi, làm khôi phục thân thể của hắn trải qua lần trước luyện linh đang tàn phá, tự hồ có kháng tính. Lướt qua liền thôi, không cái gì trở ngại. Theo thân thể một cái tiểu rung rẩy, hắn phát hiện chính mình khí hải lớn mạnh hơn không ít. Đột phá. Từ tiểu thủ liên tục xác định, xác nhận mình quả thật đột phá đến lục cảnh không thể nghi ngờ, lại cái này tu vi còn không phải sơ kỳ, mà là đi tới lục cảnh đỉnh phong, cách thất cảnh cũng chỉ có một tờ chi cách. Trong lúc bất tri bất giác đột phá, Hắn hồi tưởng lại tại huyển cảnh bên trong một màn kia, hẳn là mình ngộ đạo thời điểm, cảnh giới bị thuận tiện lấy giải khai a. Chỉ là cái này xông hơi nhiều a. Hắn đột phá ngũ cảnh, cũng mới dùng 3 ngày thời gian, tiểu tổ thi đấu một trận điên cuồng đại chiến qua đi, thật vất vả nện vững chắc cảnh giới, mong muốn vững vững vàng vàng tới một cái quá độ kỳ. Kết quả lại đột phá. Người khác đột phá ngại quá chậm, gia hỏa này ngược lại là lo lắng cho mình tu luyện nhanh như vậy, hội sẽ không cơ sở không vững chắc. Bất quá hắn hiển nhiên quá lo lắng, đúng ngộ đột phá tự nhiên là cùng đại đạo dán vào vô cùng, tại sao có thể có cơ sở không vững chắc mà nói. Một lần chỉ đột phá một cảnh giới, cái này kỳ thật tính rất ít đi. Thiên tài chân chính, một lần đốn ngộ, có thế từ sau thiên bước vào tiên thiên. Chân trời bay tới hai đạo bóng dáng, từ tiểu thụ nhìn lại, đây là tiên thiên cao thủ mới có thể làm đến ngự không mà đi. Tiếu thất tu, kiều trưởng lão. Bọn hắn tới đây làm cái gì? Một kiếm này động tĩnh không có lớn như vậy a à? Từ tiểu tổ buồn bực, mình sân nhỏ có cách âm trận pháp, một kiếm kia cũng là lặng yên không một tiếng động nhiều nhất là gian phòng đổ sụp thường có điểm thanh âm làm sao có thể kinh động hai vị trưởng lão từ tiểu thụ vừa vừa rơi xuống đất kiều trưởng lão liền kinh ngạc mở miệng đây là ngươi sơn nhỏ tiếu thất tu nhìn thấy cái này thiếu niên trong mắt hiện lên nghi hoặc đây không phải tiểu tổ thi đấu cái kia tiên thiên nhục thân lại cam làm bao các thụ ngược đãi cuồng hai vị trưởng lão tốt từ tiểu thụ hơi liền ôm quyền có người ngoài tại kiều trưởng lão mặt mũi này hắn hay là cho là ta sơn nhỏ không sai tiếu thất tu tra xét rõ ràng lấy quanh mình kiếm ý, xác nhận là từ nơi này phát ra. Kỳ thật đơn dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra, gian phòng kia đều bị chặt thành dạng này, sao có thể không có chút tình huống. Hắn chỉ vào đổ sụp vỡ vụn phòng ở nói, đây là có chuyện gì? Ách! Từ tiểu thụ chần chờ, hắn ngược lại là có lòng muốn phải ẩn giấu, nhưng là tình huống này rõ ràng không cho phép A, à, thế là thẳng thắng nói, bên ta mới đang thử kiếm, không cẩn thận chặt thành dạng này. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, hai. Từ tiểu thụ ta liền biết. Cho dù ta ăn ngay nói thật, vậy là cái dạng này kết quả. Các ngươi liền là xem thường ta từ tiểu thụ đúng không? Nói thẳng được không? Tiếu thất tu nhíu mày, nếu không phải hắn thấy tận mắt qua tiểu tử này tiên thiên nhục thân, còn kém chút thật tin hắn chuyện ma quỷ. Tiên thiên nhục thân có bao nhiêu khó luyện hắn biết, hậu thiên kiếm ý có bao nhiêu khó tu hắn cũng biết. Hai cái này, làm sao có thể tụ tập tại một cái chỉ có luyện linh lục cảnh gia hỏa trên thân? Hắn phải có này thiên phú, không đến mức bên ngoài viện đợi tròn ba năm, sớm bước vào tiên thiên, bị nạp vào nội viện. Kiều trưởng lão liền không có như thế hàm xúc hắn tiến lên một bàn tay liền là đập vào từ tiểu thụ trên đầu. U lợi hại như vậy. Nói láo đều không mang theo làm bản nháp. Lần trước ta không tin ngươi tiên thiên nhục thân, là ta sai, nhưng lần này ngươi nhắc tới hậu thiên kiếm ý cũng là ngươi tu ra đến. Khóe miệng của hắn kéo một cái, ha ha. Đổi lại khác thời điểm từ tiểu thụ có thể cùng hắn hận bắt đầu, nhưng lúc này hắn lại kinh ngạc, hậu thiên kiếm ý đây là kiếm thuật tinh thông mang cho mình. Nhưng vì sao mình không có phát giác? Ân. Ừ. Bị động kỹ. Mình có thế phát giác mới là lạ. Từ tiểu thụ ngược lại là thật không có muốn qua mình một kiếm kia vậy mà đã bao hàm hậu thiên kiếm ý, cái này khó trách phòng ốc sẽ bị trảm sập, mắc vị trí thứ hai sẽ tới dò xét. Phải biết, kiếm tu sau so phổ thông luyện linh sư khó tu mấy lần không ngừng, bởi vì cái này hậu thiên kiếm ý tồn tại, liền kẹt chết vô số thiên tài. Nhưng là, ở trong đó hiển nhiên cũng không bao gồm hắn từ tiểu thụ. Đối mặt kiều trưởng lão hoài nghi, từ tiểu thụ biểu thị lại có chút muốn cười. Lần trước tại linh sự các, tiên thiên nhục thân mà nói, con hàng này vậy cái dạng này, đằng sau tiểu tổ thi đấu kết thúc, còn không phải ngoan ngoãn chạy tới thật là thơm. Lão gia hỏa này, có tư cách gì hoài nghi ta? Từ tiểu thụ tối cười, nhưng lời này hiển nhiên là không thể nói ra miệng, hắn chỉ vào hậu phương chân thành nói, nơi này là ta phòng ở, ngoại trừ là ta làm, còn có thể là ai? Ai? Kiều trưởng lão thở dài, tình ý sâu xa nói, ta biết tiểu tử ngươi bế quan đi ra về sau tính tình càng rỡ không ít, tuổi trẻ khinh cuồng có thể, nhưng mọi thứ ta đến có cái độ không phải. Từ tiểu thụ nhất miệng, ta cái kia không gọi càng rỡ tốt a, à, ta là bị buộc, kỳ thật ta bản tính thuần lương. Kiều trưởng lão tiếp tục nói, ngươi xem đi, cái này ngươi đắc tội với người đều tới tìm ngươi báo thù, nhưng tốt xấu người ta vậy thả ngươi một ngựa, chỉ hủy phòng ốc, không thương tổn tính mệnh của ngươi, không phải. Từ tiểu thụ, ngươi đây là cái gì sức tưởng tượng? Não đại động mở đến nước này, hẳn là đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là hố. Liền cừu gia tới cửa đều xuất hiện. Ta từ tiểu thụ cẩn trọng, nào có cái gì kẻ thù sống còn. Kiều trưởng lão gặp hắn khuôn mặt kinh ngạc, lập tức sinh ra một mặt tính trước kỹ càng biểu lộ, trong lời nói để lộ ra một cổ quả không ngoài sở liệu của ta. Nói đi, cái kia kiếm tu là ai? Ách, ngươi không có ý tứ coi như xong, dù sao bị hủy một phòng. Dạng này, ngươi không cần phải nói danh tự, chỉ cần chỉ rõ hắn hướng phương hướng nào đi thế là được, ta cùng tiếu trưởng lão mình đi tìm hắn từ tiểu thụ bị kiều trưởng lão cái này não bổ năng lực kinh đến, biểu thị không muốn nói chuyện. Hắn nhìn về phía tiếu thất tu, đó là cái kiếm tu, hẳn là đáng tin điểm, thế là một cái hỏi thăm ánh mắt đưa lên. Tiếu thất tu nhẹ nhàng gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Hủy phòng sĩ nhục, ngày sau lại báo. Nói đi, cái kia kiếm tu đến cùng đi đâu? Từ tiểu thụ chấn kinh. Hai cái này người, tình nguyện tin tưởng mình trống rỗng tạo ra đi ra người giả, cũng không tin hắn từ tiểu thụ ngộ ra được hậu thiên kiếm ý tay hắn xách tàn khổ lại chỉ chỉ phía sau ra hiệu là mình dùng kiếm trảm sập phòng ốc hai người ánh mắt tràn ngập cổ vũ nói ra đi từ tiểu thụ tiết ký hắn tùy ý chỉ cái phương hướng ủng hộ kiều trưởng lão lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ cố gắng tiếu thất tu hết sức vui mừng được sự cổ vũ bị động giá trị hai từ tiểu thụ đặt mông ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn trời giống nhục chí bóng da vì sao a à? vì sao a à liền là không ai tin ta ta rõ ràng nói đều là lời nói thật a à. bạch vân du du tương vọng không nói gì chỉ có trong viện linh thụ bị kiếm khí thổi đoạn vài miếng lá rụng tràn ngập ưu thương từ tiểu thụ đem đến khách phòng cái kia một chỗ phế tích chờ ngày mai đi linh sự các ban cái nhiệm vụ để cho người khác đi xử lý đi cũng liền mấy linh tinh sự tình tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau có một ngày thời gian nghỉ ngơi phải nhanh khôi phục tốt trạng thái trở lại trong đầu màu đỏ giao diện bị động giá trị còn lại hơn bảy nghìn từ tiểu thụ suy nghĩ một chút toàn bộ mua điểm kỹ năng tiếp theo điểm vào sắc bén bên trên kiếm thuật tinh thông mang cho hắn quá nhiều tri thức hắn muốn thật tốt tiêu hóa một cái không thể lập tức mãn đi lên nếu là hắn đoán không sai như loại này tinh thông bị động kỹ hẳn là mỗi lần thăng một cấp đều có thể hồ quán đỉnh tri thức đưa vào tại một thức này bạch vân du du không có hoàn toàn nắm giữ tốt trước đó hắn là không có ý định thăng cấp kiếm thuật tinh thông về phần thăng cấp phương pháp hô hấp đừng nói giỡn hắn từ tiểu thụ cái mạng này còn dự định sống lâu mấy ngày Tu vi không phá tiên thiên, phương pháp hô hấp vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở phía sau thiên LV. Một, không có vì cái gì. Tin tức cột. Sắc bén, hậu thiên LV. Tám. Từ tiểu thụ nâng tay phải lên, móng tay không có biến hóa, nhưng là ngón tay thon dài rất nhiều, ngoài ý muốn đẹp mắt. Hắn lần nữa đâm về mặt đất. suy, Không có đau đớn. Như kiếm đâm đậu hũ, từ tiểu thụ liên thủ cổ tay đều trực tiếp chui vào phiến đá bên trong, giờ khắc này, hắn khép lại lấy thon dài ngón tay, tựa như lưỡi kiếm. Hô! Quả nhiên, cùng mình muốn một dạng, đẳng cấp đi lên, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cái này tương đương với mình vĩnh cửu tùy thân mang theo hai thanh ám khí A. Không, là đồ vàng mã. Địch nhân cơ bản không có khả năng đi phòng bị loại kia đồ vàng mã. Từ tiểu thụ yên lặng đứng dậy, nhìn trên mặt đất cái lỗ nhỏ này, rơi vào trầm tư. Nếu như ngày sau đối địch, hắn bỗng nhiên biến quyền vì đâm. Chật chật. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 13, phá vây thi đấu. Xuất vân thai. Ngày hôm trước lôi đài kính người hết chỗ, thính phòng lát đác không có mấy, hôm nay vừa lúc tương phản. 18 tòa lôi đài vẫn như cũ sừng sững, mỗi một tòa lôi đài về sau, cơ bản đều ngồi đầy người xem, những người này, đều là từ tiểu tổ thi đấu bên trong bị đào thải xuống tới. Hơn 1.700 tên tuyển thủ dự thi, có thể vào phá vây thi đấu, vẻn vẹn 180 người. 90% tỷ lệ đào thải, quả thực quá cao. Lôi đài chính trên bầu trời, tiếu thất tu vẫn như cũ đeo kiếm mà đứng vị này tổng tài phán đại nhân hai tay lăng không ấn xuống sao động đám người lập tức an tĩnh lại hắn bình tĩnh địa từ trong ngực móc ra một trang giấy chậm rãi thì thầm chúc mừng các ngươi 180 vị dũng sĩ thành công từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng xâm nhập phá vây thi đấu năm nay phá vây thi đấu vẫn như cũ chia làm 18 tòa lôi đài tiến hành từ các tiểu tổ thi đấu quán quân đảm nhiệm đài chủ thông qua rút thăm ngẫu nhiên xứng đôi đối thủ hắn móc ra một viên màu lam trận lệnh linh nguyên rót vào, trận lệnh rung động. Chỉ một thoáng, 18 tòa lôi đài bên trên riêng phần mình lại hiện ra một cái cỡ lớn màn sáng, đến lúc đó rút thăm, chính là thông qua cái này màn sáng tiến hành. Thính vòng bắt đầu có chút xôn xao bắt đầu, tiếu thất tu ý bảo yên lặng, mình còn có lại nói. Lần này phá vây thi đấu, chỉ có 64 cái danh ngạch, tại danh ngạch chưa đầy trước đó, thắng liên tiếp 3 trận người liền có thể thành công phá vây. Mỗi cái người có hai lần khiêu chiến cơ hội, bao quát đài chủ. Đương nhiên, nếu như ngươi hai lần đều gặp gỡ hạt giống tuyển thủ cái kia liền có thể sớm chuẩn bị năm tiếp theo tranh tài hoặc là thu thập che phủ đi tiếu thất tu nhẹ cười đem trang giấy xếp xong bỏ vào trong ngực hiện tại tranh tài bắt đầu một lời rơi quần chúng hưng so với trước đó áp lực núi lớn lúc này lui xuống lôi đài khán giả từng cái thần sắc phấn khởi nhao nhao vì chính mình trong suy nghĩ cái kia hắn thêm dầu đại sư tỷ ủng hộ hướng sư huynh năm nay nhất định phải xử lý đại sư tỷ nắm lấy số một từ tiểu thụ, chống đỡ. A a a chu tá, cho chúng ta phế vật chính danh a, à, ta yêu ngươi. Trên lôi đài chu tá run lẩy bẩy, hắn liền đứng ở chỗ này đều cảm giác chân đang run rẩy, rốt cục ý thức được nằm tiến đến phá vây thi đấu, tư vị tự hồ không có tốt như vậy. Đưa mắt nhìn lại, quanh mình người, tu làm căn bản đều tại bát cảnh, chính cảnh, thậm chí là mười cảnh, ta chu tá có tài đức gì, lấy chỉ là ba cảnh chi tư, đứng ở chư vị đại lão ở giữa. Lưu sư huynh, ta có chút khẩn trương. Hắn kéo kéo lưu chấn gốc áo, răng đánh đập, tự dễu động viên nói, tu vi thấp như vậy còn dám xử tại cái này, ta chỉ sợ là thiên tăng linh cung cái thứ nhất. Lưu Chấn hít một hơi thật sâu, yên tâm, ngươi có thể là thứ nhất, nhưng cũng không phải duy nhất. Chu tá ngẩng đầu. Lưu Chấn triển lộ ra mình lục cảnh tu vi, chậm rãi nói, ta vậy một dạng. Từ tiểu thụ có thể nói là tu vi hạng chót tổ ba người bên trong nhất không tim không phổi một cái, dù sao hắn đánh khung không dựa vào tu vi, tùy hứng. Kính phòng sóng âm đơn giản không nên quá mạnh, hắn bịt lấy lỗ tai, chịu không được như vậy điên cuồng bộ dáng, cái gì chống đỡ, chính danh, người xác định không phải tới khen ngược sao. Ba chân bốn cẳng, từ tiểu thụ muốn phải nhanh lên một chút tiến vào số 18 lôi đài khi đài chủ, thông qua kết giới che đậy thanh âm, bỗng nhiên một nhìn đến tin tức cục. Được sự cổ vũ, bị động giá trị, 43. Nhận khen ngợi, bị động giá trị, 14. Nhận trào phúng, bị động giá trị, 8. Tin tức một đầu một đầu đổi mới, mặc dù mỗi lần đổi mới bị động giá trị không nhiều, nhưng thắng ở ổn định từ tiểu thụ đeo kiếm gỗ bước chân không tự chủ được ngừng tạm đến hắn quay đầu hai tay quơ cảm ơn mọi người cảm ơn mọi người cổ vũ ta từ mỗi người nhất định ủng hộ không phụ mọi người kỳ vọng mọi người nhiều một chút cổ vũ ủng hộ ta nha yêu ngươi nha so tâm thính phòng ngây ngẩn cả người nói thật bọn hắn chỉ là tượng trưng treo hò vài tiếng tránh cho tẻ ngắt lúc này đạt được như thế đầy mở đáp lại lập tức cảm thấy trong đầu cứng đến hoảng cái này từ tiểu thụ có bị bệnh không Người khác đều tiếng lôi đài, hắn còn ở bên ngoài chạy tới chạy lui. Người nhìn hắn hai đồ đần một dạng biểu lộ, con hàng này thật là đài chủ. Khoan hãy nói, ta vậy đang buồn bực, hắn mới lục cảnh tu vi, sao ta còn thấp hai cảnh, làm sao lại trở thành đài chủ đâu. Từ tiểu thụ một bên vòng quanh lôi đài chạy, một vừa ra xét lấy tin tức cột, người xem các bằng hữu quá nhiệt tình, hắn cái này vung tay lên, bị động giá trị trong nháy mắt tăng lên không ít a. À. Nhận trào phúng, bị động giá trị, 223. Nhận trào phúng bị động giá trị, 146. Nhận trào phúng, bị động giá trị, 343. Nhìn một cái, mặc dù biến thành trào phúng, nhưng không chịu nổi giá trị cho nhiều A, từ tiểu thụ cảm giác càng dễ chịu. Tốt, trào phúng thật tốt. Có năng lực nhiều trào phúng vài câu, để bảo tố tới mãnh liệt hơn chút A. Lúc này mới không lâu sau, trong đầu bị động giá trị lại đột phá bốn chữ số, phất phất tay liền có thể vừa cơm, còn không cần bị đánh, đơn giản không nên quá thoải mái. Số 18 trong võ đài, trọng tài đi qua đi lại người này làm sao còn chưa tới hắn nhớ tới lần trước từ tiểu thụ kẹp chặt chân nghĩ ngợi phải chăng hắn lại có chuyện khẩn yếu quyết định đi đi ra xem một chút lần trước tranh tài xong hắn trở về tổng kết kinh nghiệm cảm thấy mình rất dễ dàng bị từ tiểu thụ khí đến đã mất đi tỉnh táo làm một người trọng tài đây là cực kỳ không lý trí không hợp cách hắn điều chỉnh tốt tâm tính khôi phục lại giếng cổ không gợn sóng dùng cái này đến đối mặt cái này phá vây thi đấu nhưng mà đợi ngày khác đi ra lôi đài nhìn lên, tâm tính lập tức lại nổ tung. Tiểu tử này đang làm gì? Các lôi đài đều chuẩn bị bắt đầu rút thăm, con hàng này còn không tiến vào tranh tài, đường đường một cái đài chủ, quanh hắn lấy xúc vân thai phất tay chạy vòng. Trọng tài toàn bộ người đều kinh hãi. Lần trước là trong trận đấu bị tức đến, lần tranh tài này đều còn chưa bắt đầu, hắn liền không nhịn được phổi đều muốn khí nứt. Từ, tiểu, thụ. Từ tiểu thụ ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy trọng tài nghiến răng nghiến lợi, đang cố gắng một mặt thân thiện hướng hắn mắt lấy tranh tài như thế sắp bắt đầu sao từ tiểu thụ một đường đi qua đi vào trọng tài trước mặt không phải có nửa nén hương điều tức thời gian sao a à, ngươi đối quy tắc ngược lại là rất hiểu a à. trọng tài mặt đen lên ngươi tại điều tức đúng a à. từ tiểu thụ nghiêm túc gật đầu ta chạy bộ làm nóng người đâu thân thể động đậy trước chờ một lúc mới có sức lực tranh tài trọng tài toàn thân chấn động thật sâu thở ra một hơi nói tiến đến hắn là một câu đều không muốn cùng tiểu tử này nhiều lời quay đầu bước đi từ tiểu thụ ám đạo kỳ quái, bất quá cũng đành phải đi theo hắn tiến vào lôi đài, quả nhiên, đi vào bên trong, tin tức cột liền yên tĩnh trở lại. Đáng tiếc nhiều như vậy bị động giá trị a. Từ tiểu thụ tổng kết, chiếu tình huống này xem ra, cái này bị động giá trị thu hoạch, nhất định phải mình cận thân cảm nhận được khác người cảm xúc cùng nói chuyện hành động mới có thể. Như loại này kết giới ngăn cách, hoặc là đối phương xa xa oán thầm mình, hắn là không hội có thu hoạch. Nhận nguyền rủa bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ, không cần rõ ràng như vậy được không, nơi này chỉ có hai chúng ta người a, trọng tài. Từ tiểu thụ âm thầm nghĩ đến, màn hình phía trên màn sáng đã bắt đầu nhảy lên. Bên trái cố định không thay đổi là tên hắn, bên phải chính lóe ra, không bao lâu, nó liền định xuống dưới. Địch Hình Nhi. Một tên thanh lệ nữ tử ứng thanh lên lôi đài, nàng lưng có màu lam linh kiếm, bát cảnh tu vi, một đường đi tới, lại là đôi mắt đẹp hơi đắng. Nàng không muốn cùng Từ tiểu thụ đánh nha, gia hỏa này là chủ tu nhục thân, giả mang vô cùng, nếu như có thể nàng muốn đợi cái kiếm tu luận bàn tới. Coi như đánh bất quá, cũng có thể được chút kinh nghiệm nha. Bất quá lúc này không có lựa chọn khác, nàng đành phải lên lôi đài về sau khẽ không người, từ sư huynh tốt. Nàng nhập linh cung hai năm, niên kỹ vậy so từ tiểu thụ muốn nhỏ, tự nhiên muốn nói một tiếng sư huynh. Không được không được. Từ tiểu thụ nhìn nàng một đường đi tới tư thái, liền ám đạo không tốt, cái này muội tử đừng nói là muốn nhận thua. Coi như ngươi cổng kiếm khí, có khả năng hội chặt làm tổn thương ta, cho dù dạng này, ta vậy không chê a, à, có bị động giá trị lừa liền có thể. Nhưng ngươi đây là biểu tình gì, bác cảnh thực lực, tu vi còn cao hơn ta, ta có chút tự tin được không? Từ tiểu thụ sợ hãi trọng tài một đạo bắt đầu, cái này mùi tử chuyển khẩu liền nhận thua, hắn lập tức cướp lời nói. Chưa chiến trước e sợ, đối địch đại kỵ vậy, không đánh mà chạy, luyện linh sĩ nhục nhục vậy, chấp tay mà hàng, nhân sinh chi chỗ bẩn vậy. Địch hình nhi sững sờ, nàng quả thật có dạng này cách nghĩ, nhưng nghĩ đến mình chỉ có hai lần chiến đấu cơ hội, cho nên lâm vào do dự lúc này nghe được từ tiểu thụ một lời lập tức tiếp nhận hiện thực quyết định thật tốt đánh một khung đa tạ từ sư huynh hình nhi thụ giáo nhận cảm kích bị động giá trị một từ tiểu thụ hắt một cười lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ chưa khai chiến trước lấy cái mở cửa hồng đây là dấu hiệu tốt trọng tài ngược lại là đối với hắn có chỗ đổi mới không nghĩ tới cái này làm cho người bực mình từ tiểu thụ có thế nói ra những lời ấy thật là không hợp nhau a à. hắn vung tay lên tranh tài bắt đầu giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 14, cái này mùi tử, không cứu nổi. Vừa mới nói xong, địch hình nhi rút kiếm đâm tới. Chờ một chút. Từ tiểu thụ tay đẩy về phía trước, đã ngừng lại nàng vọt tới trước thân hình, tục ngữ nói tốt, quân tử động khẩu không động thủ, quân tử động thủ không động kiếm. Dạng này, ta không sử dụng kiếm, ngươi cũng không cần kiếm, hai ta tay không tất sắc, vật lộn một phen như thế nào. Từ tiểu thụ nói xong, đem trên lưng kiếm gỗ bỏ trên đất. Vật lộn. Địch Hinh Nhi nhíu mày, nàng biết đối phương không phải cố ý, thế là thuận nói, "Ta biết ngươi có một thanh cửu phẩm linh kiếm, tên gọi Tàn Khổ." Từ Tiểu Thụ hắc hắc một cười, từ trong giới chỉ móc ra Tàn Khổ phóng tới trên mặt đất. Không phải hắn muốn gian lận, là bởi vì ngày hôm qua tại sân nhỏ khổ luyện kiếm thuật, hiển nhiên dùng kiếm gỗ tương đối thích hợp, cho nên một mực lưng đến bây giờ. "Ta biết Từ sư huynh nhục thân cường hãn, nhưng ta chỉ hội kiếm thuật, vậy liền đánh đi." Địch Hinh Nhi không cần nói nhảm nhiều lời, một kiếm đâm tới từ tiểu thụ kém chút chửi mẹ cái này mùi tử đem hắn kiếm lừa gạt dưới chuyển tay liền đánh tới quả nhiên nữ nhân đều là không thể tin tên lừa gạt hắn vội vàng đứng dậy né tránh chẳng biết tại sao hắn cảm giác đến cái này địch hình nhi kiếm kỳ chậm vô cùng đơn giản sơ hở trăm chỗ tu luyện không tin a à, cũng cho ngươi vẫn là bác cảnh tu vi nghi người trong nháy mắt từ tiểu thụ một cái cổ tay chặt mong muốn bổ về phía địch hình nhi bên hông trong đầu đột nhiên hiện ra ngày hôm trước đâm động hình tượng lập tức biến trưởng thành quyền Địch Hinh Nhi phản ứng cực nhanh, thu kiếm quét ngang, lại lật một cái, lưỡi kiếm nhắm ngay nắm đấm. Từ Tiểu Thụ một quyền này nếu muốn anh bên trên, tất nhiên một phân thành hai. A, à. một giây sau, Địch Hinh Nhi cảm giác mình dưới chân đạp phải cái gì, trực tiếp ngã thân ngã xuống đất. Từ Tiểu Thụ yên lặng thu hồi chân trái, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Cái này Địch Hinh Nhi bác cảnh Tu Vi đừng nói là là giả. Làm sao mỗi một kiếm đều tại mình trong dự liệu? Nếu như lúc này, Từ Tiểu Thụ sách kiếm quét ngang như vậy chiến cuộc liền coi như là khóa chặt nhưng hắn làm sao có thể làm như vậy thật vất vả có chiến đấu đương nhiên là muốn kiếm nhiều một chút bị động giá trị địch hình nhi bắt lấy cơ hội cũng không lo được hình tượng một con lừa lười lăn lộn ra từ tiểu thụ phạm vi công kích cầm kiếm mà đứng cái này từ tiểu thụ cực kỳ lợi hại đột như một cước thần lai chi bút chủ quan nhìn xem địch hình nhi đang điều chỉnh trạng thái từ tiểu thụ lần nữa lên tiếng nói ngươi suy tính một chút ta nói đều là thật tuyệt không lừa ngươi ngươi sẽ không quyền pháp ta kỳ thật vậy sẽ không quyền pháp hai ta vật lộn cực kỳ công bằng thính phòng vốn là bị từ tiểu thụ một cước liền khiến cho có chút nghị luận ầm ĩ lúc này nghe vậy càng là xôn xao bắt đầu vô sĩ cái này từ tiểu thụ cực kỳ vô sĩ đánh lén coi như xong làm sao lão nghĩ đến cùng địch hình nhi vật lộn đúng vậy a à, hắn cũng không nghĩ một chút cái này hắn thân thể này địch sư tỷ làm sao gánh vác được đổi lại là ta khẳng định vậy không đáp ứng hắn một chút nữ đệ tử nghe vậy đốt đỏ lên mặt đây đều là bầy cái gì người xem a à, đều là chút hổ lan chi từ từ tiểu thụ hiển nhiên vậy ý thức được vấn đề này lập tức nói bổ sung dạng này ta nhục thân cường hãn chiếm chút ưu thế ta chấp ngươi một tay mắt thấy lấy địch hình nhi lần nữa đâm tới hắn cao giọng nói hai cái hai cái ta dùng chân cùng ngươi đánh ta vật lộn im miệng mặc dù biết được từ tiểu thụ đang cố ý chọc giận mình nhưng địch hình nhi lúc này thật nhịn không được loại này hạ lưu vô sĩ người nên bị một kiếm đâm xuyên từ tiểu thụ thậm chí cũng không biết cái này mùi tử làm sao đột nhiên liền nổi giận như vậy nhưng ngươi sinh khí về sinh khí kiếm pháp tinh xảo chút a à, không cần khách khí như vậy có được hay không cái này sơ hở nhiều cũng không biết chọn cái nào hạ thủ từ tiểu thụ lần nữa tránh ra lần này không công kích thành khẩn nói suy tính một chút vật lộn a à. địch hình nhi xoát xoát mấy kiếm hoành ra khí đến sắc mặt thông hồng thua thiệt nàng trước đó còn vì từ tiểu thụ góp phần trợ uy qua không nghĩ tới đúng là loại người này từ sư huynh cẩn thận liên tục mười mấy kiếm đều đâm vào không khí địch hình nhi rốt cục ý thức được cái này từ tiểu thụ là hiểu chút kiếm pháp thân pháp nàng quyết định dùng linh kỹ một cổ bành trướng linh khí đem từ tiểu thụ chấn động mà ra địch hình nhi bình phục tâm tình về sau nàng kiếm bỗng nhiên chậm lại từ tiểu thụ sắc mặt càng thêm cổ quái bạch vân kiếm pháp cái này mùi tử vậy mà muốn dùng bạch vân kiếm pháp đến đánh hắn mở cái gì nói đùa từ tiểu thụ một cái xoay người giấu tay ở tàn khổ ách không thể gây tổn thương cho người hắn nhặt lên kiếm gỗ đối mặt địch hình nhi một thức bạch vân du du vẽ qua thân thể trên không trung một cái ngư dược từ mấy chục trong kiếm quan ghé qua mà ra thính phòng xôn sao. cái này từ tiểu thụ có ít đồ a dạng này đều có thể tránh qua ta coi là chỉ có thể đón đỡ bạch vân kiếm pháp giống như từ tiểu thụ cũng đã biết ta nghe nói hắn luyện ba năm nói không chừng biết rõ chiêu này sáo lộ ba năm gia hỏa này ba năm cũng mới luyện thành một thức bạch vân du du tốt a hắn vì sao a cầm kiếm gỗ hắn không phải có cửu phẩm linh kiếm sao Tất cả mọi người kinh ngạc xem lấy từ tiểu thụ lông tóc không thương xuyên qua kiếm võng, từ địch hình nhi dưới kiếm tả di hữu động, đi vào trước mặt nàng. Từ tiểu thụ do dự một chút, lựa chọn dùng kiếm gỗ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu. Hắn nguyên ý, đương nhiên là ngươi thua, cái này đổi thành linh kiếm, ngươi đã ngõm củ tỏi, nhưng là tại người xem trong mắt cũng không phải nghĩ như vậy. Súc sinh. Từ tiểu thụ, dừng tay. a à, địch hình nhi là ta. Từ tiểu thụ ngươi cái này trời đánh, chiến đấu liền chiến đấu, ngươi dùng cái gì kiếm gỗ từ tiểu thủ nâng lên kiếm gỗ, quyết định lại cho nàng một lần cơ hội, đã vật lộn không thành, vậy liền chọc giận nàng, để nàng trào phúng mình, dạng này cũng có thể kiếm chút bị động giá trị. Đánh cho không sai. Từ tiểu thủ sách ngược kiếm gỗ, nhưng ngươi cái này kiếm võng gấp, toàn bộ trải thành một tầng, một khi bị cản đi qua, đến tiếp sau liền chiêu không bất lực. Hắn ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bể nghệ, một thức này Bạch Vân Du Du phải chờ tiến bộ, ủng hộ. Tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực, lấy tối cao cân bằng thái đi bác bỏ nàng loại này lấy lỗ mũi gặp người ánh mắt loại này chỉ điểm gian sơn thái độ thỏa thỏa liền là trùng phản diện a cái này ai chịu nổi là cái người đều muốn bảo khởi mắng chửi hung hăng phản bác trào phúng mình một phen a từ tiểu thụ cảm thấy mình cái này vừa ra phía dưới không có người nào có thể nhịn được hắn đối với mình ngữ khí hết sức hài lòng không nghĩ tới địch hình nhi đúng là liên tục đập tại đỉnh đầu nàng kiếm đều quên phối hợp suy nghĩ cái này từ tiểu thụ nói xong có đạo lý đừng nói là hắn am hiểu nhất không phải vật lộn mà là kiếm thuật nghe nói hắn giống như trước đó vậy tu luyện qua bạch vân kiếm pháp từ tiểu thủ nhất thời có chút xấu hổ hắn nhìn đối phương sợ run mình vậy dừng lại cái này kiếm gỗ lấy đi không phải không lấy đi giống như cũng không phải muội tử ta đây là chiến đấu a à, ngươi ngộ cái gì đường địch hinh nhi lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhô lên từ tiểu thủ đập vào trên đầu nàng kiếm gỗ lập tức ý thức được không đúng mình làm sao bệnh cũ lại phạm vào đây là chiến đấu không thể suy nghĩ gò má nàng một hồng kéo dài khoảng cách trong mắt có dị dạng chi sắc tự hồ muốn nói lại thôi. Nhận cảm kích, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ. Cái này mùi tử đơn thuần như vậy. Thật sự coi chính mình đang chỉ điểm nàng. Lại đến. Địch hình nhi cuối cùng vẫn là nói không nên lời lời cảm tạ, trung lấy kiếm hoa ghé qua mà đến, tự hồ muốn đem từ tiểu thụ cuốn vào kiếm khí vòng xoáy, bạch vân kiếm pháp thức thứ hai, vân quyển vân thư. Từ tiểu thụ ánh mắt sáng lên, đây là hắn ba năm đều chưa từng học hội một kiếm, lúc này xem ra, đúng là tựa như có dấu vết mà lần theo hắn thử thăm dò đem kiếm vào nhập địch hình nhi vòng xoáy bắt chước đối phương kiếm pháp vũ ra kiếm hoa tá lực đã lực đem xuyên đâm mà đến kiếm ảnh toàn bộ vuốt ve địch hình nhi ngây ngẩn cả người nàng nhìn thấy mình kiếm bị đối phương dẫn đường lấy đâm về phía khía cạnh mà từ tiểu thụ kiếm gỗ thì là dừng lại tại bả vai nàng bên trên dừng một chút đối nàng có chút thịt thịt thương mặt nhẹ nhàng vỗ ba thanh âm không lớn nhưng trên khán đài tất cả mọi người trong lòng đều tự giác não bổ này âm từng cái phẫn nộ địa đứng lên đến súc sinh a từ tiểu thụ cướp ta địch sư tỷ ngươi chết không yên lành cho ta thanh kiếm lấy ra nếu không ta thế tất truy sát ngươi đến chân trời góc biển có đứng tại địch hình nhi một bên hộ hoa sứ giả tự nhiên vậy có bị từ tiểu thụ hai kiếm chinh phục hoa quý thiếu nữ a a a tâm ta hóa từ tiểu thụ mời đập ta từ tiểu thụ thật tốt đánh khung ta không cho phép ngươi như thế ôm nhu từ tiểu thụ ngươi điên rồi ngay trước mặt ta cùng những nữ nhân khác tán tỉnh từ tiểu thụ biểu thị cực kỳ xấu hổ hắn cũng rất muốn đại chiến một trận nhưng là kiếm gỗ lực công kích hiển nhiên không cho phép, chỉ có thể làm được như thế. Ngoại trừ đập vỗ, va vào, nó nào có cái gì lực công kích. Mà nếu như muốn đổi thành tàn khổ, địch hình nhi rất rõ ràng chịu không nổi nha. Vạn nhất lần trước kiếm ý kia trở ra, hắn thanh tốt tốt một cái cô gái xinh đẹp xoắn thành khối thịt vụn. Địch hình nhi mặc thiêu đến thông hồng, nhưng lần này nàng vậy mà không có né tránh ánh mắt, mà là ánh mắt sáng trực xem lấy từ tiểu thụ. Từ tiểu thụ giật mình, đây là ý gì? Muốn ta giải thích? hắn thử dò xét nói, một kiếm này hẳn là tiếp tại ngươi bên trên từng kiếm một lưới phía dưới, nếu như địch nhân bị ngươi thương đến, ngươi mượn kiếm thế lực ép mà xuống, một lần đoạt thắng. Mà nếu như địch nhân đột phá kiếm võng, ngươi hẳn là thu thế quấn quanh, lấy một thức này, vân quyển vân thư, cuốn lấy đối phương công kích, chuyển tiếp, vì tiếp theo kiếm làm chuẩn bị. Có trời mới biết, hắn cứ như vậy thuận miệng nói, đối phương vậy mà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nhận cảm kích, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ bó tay rồi, hắn cân nhắc còn muốn tiếp tục hay không lừa cô nương này bị động giá trị nói thật lương tâm bên trên quả thật có chút không qua được địch hinh nhi lần nữa kéo dài khoảng cách kiều quát một tiếng thức thứ ba vân lý vụ lý từ tiểu thụ vội vàng một kiếm đâm tới lần này dùng chút cường độ tại địch hinh nhi xuất kiếm lúc đập vào nó trên cổ tay trong tay đối phương kiếm ứng thanh mà rơi địch hinh nhi kinh ngạc nhìn xem từ tiểu thụ trong mắt có ủy khuất khụ khụ từ tiểu thụ ho khan vài tiếng cái này mẹ nó không thể lại đi xuống a cái này mùi tự ánh mắt đều không được bình thường tiếp tục đánh xuống sợ là muốn cọ sát ra tình yêu hỏa hoa kiếm gỗ chống đỡ địch hình nhi ít hầu hắn quyết định muốn đem tình cảm nảy sinh ách dết từ trong trứng nước ngươi thua hắn ngữ khí mang theo ở trên cao nhìn xuống hy vọng có thể gây nên địch hình nhi phản cảm địch hình nhi tự hồ ý thức được cái gì hóa ủy khuất vì cảm kích vui vẻ ra mặt nói đa tạ từ sư huynh chỉ điểm phá vây thi đấu có thời gian hạn chế chỉ có thể ngày sau có cơ hội lại thỉnh giáo Nhận cảm kích, bị động giá trị, một Từ tiểu thụ Cái này mùi tử, không cứu nổi Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 15, trong kết giới thứ người thứ tư Tranh tài kết thúc Theo trọng tài vung tay lên, tuyên cáo từ tiểu thụ thu hoạch được trận đầu thắng lợi Sau đó hắn liền thấy gia hỏa này vội vã chạy ra lôi đài tựa hồ so địch hình nhi còn nhanh hơn như vậy một chút Trọng tài được vòng, ngươi làm gì đi A à. Từ tiểu thụ kinh ngạc quay đầu nghỉ ngơi a à, không phải có nửa nén hương thời gian cho tuyển thủ khôi phục trạng thái sao hắn là lần đầu tiên tham gia phá vây thi đấu không sai nhưng nhìn hai năm quy tắc rõ ràng đến cực kỳ trọng tài bó tay rồi hắn liền không có chủ trì qua dù là một giới là có qua bộ dạng này tuyển thủ ai không phải thoải mái ngồi trên lôi đài khôi phục hoặc là vung tay lên trực tiếp mở ra ván kế tiếp ngươi ngược lại tốt còn muốn chạy ra đi thật vất vả nhìn tiểu tử này hơi bình thường như vậy một chút tranh tài cái này vừa kết thúc liền lộ ra nguyên hình ngươi ra ngoài làm gì, nơi này khôi phục không được." Trọng tài hỏi. "Buồn bực a. À. Cái chỗ chết tiệt này bao phủ kết giới, trừ không khí cùng ngươi, cái gì đều không có, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài." Từ Tiểu Thụ một mặt đương nhiên, đã trọng tài lên tiếng, hắn cũng không thể không nhìn cùng một chỗ. "Trọng tài, ta mẹ nó không phải ý tứ này." Hư Không bên trên tiếu thất tu khóe miệng cũng là ngậm lấy ý cười, hắn vậy chú ý đến Từ Tiểu Thụ. Xác thực nói, gia hỏa này còn tại hắn trọng điểm chú ý bên trong không chỉ là bởi vì tiên thiên nhục thân, càng quan trọng là hắn nhìn thấy từ tiểu thụ kiếm pháp. Người khác có lẽ sẽ bị hắn không đứng đắn ngôn hành cử chỉ hấp dẫn, nhưng là tiếu thất tu ngồi xem ngoài cuộc, có thể thấy rõ từ tiểu thụ cái này hai kiếm tuyệt không đơn giản. Hắn tu luyện qua, bạch vân kiếm pháp. Là bởi vì cái này nguyên nhân, hay là hắn ngày đó nói, là thật. Hôm đó rời đi từ tiểu thụ sân nhỏ về sau, hắn cùng kiều trưởng lão hai người cũng không có tìm được cái kia kiếm tu. Mới vừa vặn lĩnh ngộ hậu thiên kiếm ý, cái kia kiếm tu không có khả năng hoàng mỹ liễm trụ khí hơi thở nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là tìm không thấy chẳng lẽ lại từ tiểu thụ thật là cái kia kiếm tu tiếu thất tu cảm giác mình ý nghĩ có chút hoang đường người khác khí tức không cách nào thu liễm chẳng lẽ hắn từ tiểu thụ liền có thể ngay trước hắn cái này đường đường chính chính kiếm tu mặt mang thiên quá hải tuyệt đối không thế ánh mắt trở lại cái khác lôi đài quả nhiên mặt khác hai cái tiểu gia hỏa gần như đồng thời đem đối thủ đánh ra lôi đài tiếu thất tu xuất ra một trang giấy bên cạnh nhớ vừa nói, chớ mạc, hướng dây leo, ba thắng liên tiếp. Từ tiểu thụ vừa ra kết giới, liền nghe được câu nói này, trong lòng liếu lưỡi. Cái này vậy quá nhanh đi, đánh như thế nào? Bất quá vậy xác thực, chỉ có hai người này mới có thể có tốc độ như thế. Lần trước phong vân bản bản vừa cùng bản hai, hai cái tiên thiên. Rất nhanh hắn liền không để ý đến cái này chút, ánh mắt tìm kiếm lấy thính phòng, muốn tìm được ngày đó quan chiến hắn tô thiển thiển cùng nàng bằng hữu. Ân, ừ, không tìm được. Bởi vì hắn người xem nhiều lắm, Từng cái chính đang nhiệt tình hướng hắn mắt. Từ tiểu thụ ủng hộ A. Từ tiểu thụ, nơi này. Ta ở chỗ này. Kiếm gỗ, liền là cái này thanh kiếm gỗ, mời đập ta. Từ tiểu thụ, ta yêu ngươi. A A A, hắn nhìn tới, A ta chết đi. Từ tiểu thụ từ bỏ tìm kiếm, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, hắn vui tươi hớn hở địa từng cái vất tay gửi tới lời cảm ơn, bị động giá trị bên trong tất cả đều là đầu óc. Được sự cổ vũ, bị động giá trị, 89. Nhận khen ngợi, bị động giá trị, 94. Nhận thổ lộ, bị động giá trị, 66. Thổ lộ. Từ tiểu thụ đầu óc một cái giật mình, cái này lẫn vào cái cái gì đồ vật. Hắn cảm thấy đám người kia đơn giản sao mở màn còn điên cuồng hơn, cũng không biết làm sao vậy, hắn còn giống như nghe được kiếm gỗ. Từ tiểu thụ thanh kiếm gỗ rút ra, kiếm chỉ tính phòng. Muốn cái này. Nhàn nhạt hỏi thăm ngữ khí, phối hợp hắn vốn cũng không tục khuôn mặt. Tăng thêm bị cường tráng cải tiến đến không còn gầy nhỏ thân thể, từ tiểu thụ một lời rơi xuống, thính phòng nữ đệ tử nổ tung. Nhận thổ lộ, bị động giá trị, 99. Nhận thổ lộ, bị động giá trị, 164. Nhận thổ lộ, bị động giá trị, 323. Nhận nguyền rủa bị động giá trị, 2. Họa tàu. Như thế người điên A. À. Từ tiểu thụ bịt lấy lỗ tai, kém chút bị dọa đến lui vào trong kết giới. Ổn định, ta có thể thắng. Nhất định phải kháng trụ cái này đợt bị động giá trị tiến công, ta nhất định có thể từ tiểu thụ đã đến giờ trọng tài tiếng trời rốt cục đi ra giải cứu hắn từ tiểu thụ mãnh liệt chui vào trong kết giới thiên khôi phục yên tĩnh màn sáng lấp lóe dừng lại trọng tài hô lên hắn kế tiếp đối thủ lưu chấn xuất vân thai bên trên chính bịt lấy lỗ tai lưu chấn mộng bức cái này chu tá từ bên cạnh đi tới hắn đã liên tục nhận thua hai trận lúc này nhìn thấy một màn này lập tức vui vẻ lưu sư huynh ủng hộ thanh phụ trọng tháo đi thuận tiện thay văn lão đại giáo huấn một chút hắn gia hỏa này xong cũng dám đùa dẫn địch sư tỷ. Lưu Chấn trầm mặt đi lên lôi đài, từ tiểu thụ cười hắc hắc nói, "Là ngươi a. À. Không phải oan gia không gặp gỡ, thật tốt, ngươi là quyền sư a. À. Ta thích nhất cùng quyền sư đánh." Hắn vừa nói, một bên nhìn thấy Lưu Chấn cái kia giữ im lặng biểu lộ, cảm thấy lập tức một cái lộc bột, gia hỏa này đừng nói là cũng muốn nhận thua. Chưa chiến trước e sợ, đối địch đại kỵ vậy, không đánh mà chạy. Lưu Chấn mặt tối sầm, mở miệng đánh gãy hắn, "Ta không nghĩ nhận thua." "Vậy là tốt rồi." vậy là tốt rồi. Là cái nam nhân. Thống khoái. Lưu chấn. Hắn luôn cảm thấy cái này từ tiểu thụ mặt ngoài tất cả ngụy trang, đều là đang tận lực lén gạt đi hắn thực lực, mà sự thật vậy nhiều lần chứng minh, tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Từ suốt quan thời điểm hắn cũng không phải là ngũ cảnh, hắn cái kia chút đe dọa tất cả mọi người khoác lác, vậy toàn bộ đều là thật. Nếu không, tiểu tử này làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhảy lên tới lục cảnh đỉnh phong. Còn có hắn tiên thiên nhục thân, người khác nhìn không ra, nhưng giấu giếm bất quá hắn lưu chấn còn có vừa rồi kiếm pháp đó còn có từ tiểu thủ kinh ngạc xem lấy tin tức cột nhận hoài nghi bị động giá trị một nhận hoài nghi bị động giá trị một nhận hoài nghi bị động giá trị một tin tức này một đầu một đầu không ngừng đổi mới lấy để hắn trực tiếp mộng cái này tình huống như thế nào trọng tài lưu chấn không có khả năng a chẳng lẽ lại kết giới này bên trong còn có cái thứ tư người từ tiểu thụ con ngươi co rụt lại, cái này giữa ban ngày không đáng sợ hơn a? À. Trọng tài, ta hoài nghi trong kết giới đầu lẫn vào không sạch sẽ đồ vật, ngươi tranh thủ thời gian tìm xem. Từ tiểu thụ hét lớn. Trọng tài vừa đỡ tráng, xong, gia hỏa này lại tới, mới yên tĩnh bao lâu? Từ tiểu thụ đều nhanh khóc lên, tin tức này cục liền không ngừng lại qua, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể bộc lộ ra mình có tin tức cục vật này. Thật a, à, ngươi phải tin tưởng ta, cái này bên trong tuyệt đối có cái thứ tư người. Không, có lẽ không phải người a." À. Từ tiểu thụ nhào tới, trọng tài sắc mặt đều đen, mời tuyển thủ vào chỗ, không nên ôm lấy ta đùi, mời trở về điều tức. "Mời, về, đi." Lưu Chấn thật sâu thở dài một hơi. "Chứ, còn chứ. Ngươi thật sự cho rằng ta là cái kia chút phàm phu tục tử à, nhìn không ra ngươi ngụy trang." Hắn lắc lắc tay, ánh mắt đi vào mình cánh tay bên trên màu đen bao cát, gia hỏa này, thật là sâu không lường được a, à, xem ra, mình vậy nhất định phải bại lộ một chút ác chủ bài bành bành. Trên tay, trên chân, trên bụng màu đen bao các toàn bộ giải khai, đện ở trên lôi đài, khiến cho mặt đất đều lõm lúng xuống dưới. Lưu chấn tu vi khí tức không ngừng kéo lên lấy, thất cảnh, bát cảnh, chín cảnh, mười cảnh. Luyện linh đỉnh phong. Trọng tài cùng từ tiểu thụ đồng thời ghé mắt, hai cái người đều choáng váng, gia hỏa này, giả heo ăn thịt hổ. Lưu chấn nhìn xem từ tiểu thụ trong mắt chấn kinh, lạnh lùng một cười. Từ tiểu thụ, đừng giả bộ, ta hội dùng hết toàn lực, đem ngươi đánh bại ngươi cái kia một bộ, tại ta mà nói. Vô dụng. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này đang nói cái gì? Từ tiểu thụ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 16, Đại ám kiếp quyền. Trọng tài không làm gì được chính mình dưới chân vị này kỳ hoa tuyển thủ, đành phải vung tay lên nói, tranh tài bắt đầu. Lưu chấn dẫn theo nắm đấm liền hướng trọng tài vọt tới, dọa từ tiểu thụ nhảy một cái. Từ tiểu thụ lúc này buông ra trọng tài đùi, tranh tài ngay từ đầu, mình nếu là còn cuốn trọng tài cái kia chính là phạm quy hắn thu thập tâm tình đối mặt mười cảnh vẫn là không thể không thận trọng một chút lưu chấn cũng không phải tiểu tổ thi đấu loại kia hóa sắt mười cảnh lại xưng nửa bước tiên thiên đương nhiên không thể chơi đùa kết quả là màu đen quyền ảnh bao phủ từ tiểu thụ hốt hoảng xuất thủ nửa đường quyền ảnh không có nhận ở lại trở thành bao cắt thịt phanh phanh thanh âm quen thuộc lần nữa xuất hiện thính phòng ngồi không yên xuất hiện từ đống cát gia hỏa này có bị bệnh không, mỗi lần đều muốn vật lộn, thật đến vật lộn thời gian, mỗi lần đều dùng mặt tiếp. Cái này từ tiểu thụ nhìn xem thật không giống hội quyền pháp A, vẫn là lưu chấn lợi hại chút. Từ tiểu thụ ám đạo không ổn, cái này lưu chấn thật hoàn toàn dở xuống ngụy trang, từng quyền xuống dưới, hắn cảm giác thân thể sắp chống đỡ không được. Đây là quyền pháp gì? Vậy mà có thể làm cho tiên thiên nhục thân như thế đau đớn. Từ tiểu thụ chỉ có thể che hạ bộ, từng bước một bị lưu chấn đánh lui. Nhận công kích, bị động giá trị, 2. Nhận công kích, bị động giá trị, 2. Nhận công kích, bị động giá trị, 2. Chuyện gì xảy ra? Mỗi một quyền thêm 2 điểm bị động giá trị, cái này không khoa học. Từ tiểu thụ càng đánh càng kinh, tin tức cuộc không có khả năng phạm sai lầm, cái kia chính là lưu chấn quyền pháp không chỉ có liên miên bất tuyệt, còn có song trọng kinh đạo. Hắn tra xét rõ ràng lấy thân thể của mình, quả nhiên phát hiện lưu chấn mỗi một quyền phía dưới, đều vụn trộn lưu lại một đạo năng lượng màu đen ở trong cơ thể mình, nhỏ bé không thể nhận ra, thật là âm hiểm quyền pháp. Hắn không biết thứ này hội có tác dụng gì, nhưng vụn trộn lưu tại thể nội, khẳng định là dấu giếm huyền cơ. Mắt nhìn thấy mình liền muốn bị oanh ra lôi đài, từ tiểu thụ cũng là gấp. Lần này xác thực khinh thường. Hắn hẳn là trước tiên rút kiếm, có lẽ còn có lực đánh một trận, hiện tại quyền thế liên miên tình huống dưới, hắn liền từ trong giới chỉ cầm kiếm đều làm không được. Lưu chấn, cho cái cơ hội. Từ tiểu thụ thành khẩn nói. Nhưng mà lưu chấn giữ im lặng, quyền thế mạnh hơn, Hắn biết từ Tiểu Thủ Ám chiêu nhiều lần ra, đã từng tại Tiểu Tổ thi đấu bên trên quan sát hắn loạt giải quán quân toàn bộ hành trình, làm sao có thể cho hắn cơ hội? Ngươi không nên ép ta. Từ Tiểu Thủ oán hận nói. Còn có mấy bước, hắn liền bị oanh xuống lôi đài. Lưu Chấn mắt biết tai ngơ, quyền nhanh xé phong, suy suy rung động. Từ Tiểu Thủ nhịn không được, hắn quyền ảnh bên trong cực kỳ gian nan rút ra một cái tay, linh lực hội tụ, mãnh liệt dựng lên, sắc bén, nhìn ta không đâm chết ngươi mặc dù ta đánh không đến ngươi, nhưng ngươi có thể đánh tới ta, chỉ cần ngươi ngón tay lập ở chỗ này, ngươi liền phải chảy máu. a, à. Quả nhiên, lưu chấn một giây sau liền kinh hô một tiếng kéo dài khoảng cách. Ngàn vạn quyền ảnh bên trong, luôn có một đạo hội oanh bên trên từ tiểu thụ chỉ lưỡi đao, hắn lại không phòng bị, sợ không kịp đề phòng phía dưới, đau đến nắm đấm đều muốn vỡ ra. Cũng may hắn luyện qua, mặc dù nhục thân không phải tiên thiên, nhưng vậy so với người bình thường mạnh lên mấy lần, nếu không dưới một kích này, cả ngón tay đầu đều muốn cắt ra làm sao có thể? Lưu Chấn đầy mắt chấn kinh, hắn biết từ tiểu thụ sẽ không quyền pháp, cho nên làm sao có thể từ mình như thế quyền nhanh bên trong rút ra lưỡi dao làm bị thương mình. Một giây sau, hắn thấy được từ tiểu thụ vặn vẹo tay phải trên ngón tay, máu me đầm đìa. Mình đại ám kiếp quyền, đánh đều là nhị trọng ám tình, hắn không có khả năng hội đổ máu, nói cách khác, máu này là mình. Cho nên, gia hỏa này, dùng ngón tay phá mình đại ám kiếp quyền. Làm sao có thể? Đây là công pháp gì? Lưu Chấn hút đầu hỏi, Tò mò đóng qua suốt kích muốn. Từ tiểu thụ bị một quyền đánh lui đến bên bờ lôi đài. Ngón tay đều kém chút gãy mất, còn tốt cuối cùng phá giải ván này. Hắn cưỡng ép tách ra về ngón tay, tê lấy khí trả lời một câu, sắc bén. Nhận hoài nghi, bị động giá trị, một. Từ tiểu thụ. Ngươi cái này hỏi có ý nghĩa gì, ta trả lời ngươi còn không tin. Còn không bằng không hỏi. Thính phòng đứng lên một mảnh, vậy nhao nhao không dám tin. Làm sao phá cục, ta thấy thế nào không hiểu làm sao đột nhiên lưu chấn liền dừng lại ngươi nhìn từ tiểu thụ tay đang chảy máu cái kia hẳn là là lưu chấn mở cái gì nói đùa ngươi còn nhìn không ra lưu chấn linh kỹ đây chính là tiên thiên cấp bậc đại ám kiếp quyền làm sao có thể sẽ bị từ tiểu thụ ngón tay phá mất cái gì tiên thiên linh kỹ có một cái người sáng suốt nhìn ra tất cả mọi người lập tức đều kinh ngạc tiên thiên linh kỹ đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu a à, ngoại viện đệ tử làm sao có thể có cơ hội lấy được tiên thiên linh kỹ coi như đạt được, lưu chấn lại là tu luyện thế nào thành công. Từ tiểu thụ vậy cơ bản suy đoán ra lưu chấn quyền pháp đẳng cấp không thấp, nếu không tuyệt không có khả năng đối với mình tạo thành như vậy tổn thương. Cái này liên tiếp đã kích xuống đến, so tiểu tổ thi đấu còn đau không biết bao nhiêu lần. Cái này cũng chưa tính trong cơ thể mình luồn năng lượng màu đen kia. Từ tiểu thụ có chút lúng cúng, thứ này hàng vậy hàng không đi ra, đoán chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt hố mình một thanh, còn tốt có tin tức cột, nếu không mình làm sao chết cũng không biết mắt thấy lấy lưu chấn liền muốn lần nữa vọt tới hắn vội vàng chuyển di trận địa vừa đi vừa móc ra kiếm gỗ nói quân tử động khẩu không động thủ chúng ta đừng dùng quả đấm dùng kiếm gỗ tỉ thí một phen tốt không điểm đến là dừng không nên vọng động cái này bị động giá trị đến có chút không chịu đựng nổi a à, từ tiểu thủ quyết định nhận sợ trọng tài đều kinh hãi ngươi bên trên một trận đằng sau một câu kia đâu làm sao không thấy bị ngươi ăn chưa thính phòng cười phun ra từng cái vỗ đùi ta không được cái này từ tiểu thụ quá đùa đi. Hắn quên hắn bên trên một trận nói, quân tử động thủ không động kiếm. Làm sao, hiện tại thật động thủ, lập tức nhận sợ. A a a, từ tiểu thụ tốt nhưng chịu không được. Ta không được. Bành một thanh âm vang lên, mặt đất tuôn ra linh lực trùng kích, đem lưu chấn toàn bộ người phản đẩy đi ra, quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ. Dựa vào, còn tới. Từ tiểu thụ trong nháy mắt thu hồi kiếm gỗ, chuyển tay liền đem tàn khổ xuất ra, giấu không được, đối phương dưới một kích này đi, mình tuyệt đối ra lôi. Còn tốt, ta có ác chủ bài. Bạch Vân Du Du. Hắn một kiếm hoành ra, giữa thiên địa bảo các đi lên, một cổ đại thế sắp thành hình, liền thính phòng người đều ngồi nghiêm chỉnh, không nháy mắt một chút. Tối kiếp, mở. Lưu Chấn dùng đầu gối một nghĩ cũng biết từ tiểu thụ muốn thả đại chiêu, thân trên không trung cưỡng ép bóp một cái ấn quyết, trực tiếp đem lúc trước mấy ngàn quyền lưu lại ám kình dẫn bạo. Bành. Từ tiểu thụ thân thể phun ra huyết vụ, ánh mắt đều kém chút tuôn ra, toàn thân nổi gân xanh, có thể nghĩ tiếp nhận bao lớn thống khổ. Hắn biết đối phương vậy lưu có hậu thủ, lại là không nghĩ tới, cái này chuẩn bị ở sau như vậy kinh khủng. Từ tiểu thụ gắt gao cắn răng, miệng biểu đến như là cốc, sửng sốt không có phun ra máu. Trên kháng đài người đều kinh trụ, không nghĩ tới tình huống chuyển tiếp đột ngột, một trận chiến này vậy mà thảm thiết đến tận đây, cái này quá tàn nhẫn đi. Từ tiểu thụ Chống đỡ Bọn hắn từng cái dưới đáy lòng vì từ tiểu thụ ủng hộ, dù sao gia hỏa này mặc dù không đứng đắn, để cho người ta hận đến nghiến răng, nhưng cũng là từ đầu đến cuối đều bị đánh một cái kia. Mười cảnh treo lên đánh lục cảnh, để người ngắm mà xin yêu. Trọng tài bắt chân hơi cong, mãnh liệt xông tới, hắn không thể để cho từ tiểu thụ đón lấy lưu chấn quyền kế tiếp, sẽ chết người. Đại ám kiếp quyền mạnh bao nhiêu hắn biết, theo quyền số điệp gia, ám kình càng phát ra đáng sợ, cái này từ tiểu thụ chịu hơn ngàn quyền, nó ám kình đủ để cho tiên thiên cao thủ trực tiếp nổ tung. Còn tốt hắn là tiên thiên nhục thân, trọng tài trong lòng may mắn. Ngay tại hắn nhanh muốn tới gần từ tiểu thụ thời điểm, bỗng nhiên viết đến gia hỏa này cố nén phun máu đồng thời, lại còn tại sau lưng vụn trộn cho hắn làm thủ thế. Không cần ta. Trọng tài trong lòng cuồng loạn, theo lý thuyết hắn hẳn là ngăn cản, nhưng chẳng biết tại sao, giờ khắc này hắn vậy mà lựa chọn tin tưởng từ tiểu thụ, dừng lại thân hình. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, bởi vì Lưu Chấn đã một quyền đến đỉnh, thẳng vén từ tiểu thụ cái cầm. Phốt. Thời khắc mấu chốt, từ tiểu thụ mãnh liệt phun máu, đem vừa rồi góp nhặt đại lượng huyết dịch một miệng phun ra, trong nháy mắt dán tại Lưu Chấn trên mặt, mơ hồ hắn ánh mắt. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Trên khán đài người thấy rành mạch, từ tiểu thụ đã không có năng lực né tránh, hắn bị ám kình nổ đến mất đi hành động lực. Ra ngoài đi. Lưu chấn gầm thét. Phanh một tiếng, hắn một quyền đánh vào từ tiểu thụ cái tráng, trực tiếp đem hắn tung bay. Một giây sau, hắn cảm giác mình vậy đằng không mà lên, chuyện gì xảy ra? Hắn đem dán tại trên mắt huyết dịch biến mất, phát hiện chính mình lại bị gia hỏa này dùng chân cuộn lại trùng lên không trung. Từ tiểu thụ cái tráng có máu, chân lại như cái kiềm gắt gao kẹt lại hắn eo, cùng nhau bay ra lôi đài. Hai người dây dưa trên không trung hình tượng quỷ dị như vậy, thời gian phản phất tại thời khắc này dừng lại. Đồng quy vu tận. Trên khán đài từng cái đều kinh hãi, bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng, từ tiểu thụ cái tráng thụ quyền đồng thời, vậy mà chủ động nên tiếp lưu chấn, bắt hắn lại nhìn không thấy một tích tắc này cái kia, hai chân chăm chú cuốn lấy. Trước dùng máu mơ hồ ánh mắt, lại dùng chân cuộn eo, cái này đúng là ngắn mũi thụ quyền một cái chớp mắt nghĩ ra được chiến thuật không thể tin. Thả ta ra. Hai người không trung rơi thẳng xuống, Lưu Chấn rốt cục chính là lại muốn xuất quyền, nếu là hắn không xuất thủ, mình từ cao 3 mét không rơi xuống, vẫn là đầu quỳ đất, khẳng định phải mát. Hắn nhưng không có từ tiểu thụ nhục thân. Từ tiểu thụ ha ha cười to, cùng lại thân thể của hắn trong nháy mắt chuyển trở thành phong hỏa luân, để hắn đánh không đến mình. Cao tốc xoay tròn bên trong, đầu hắn chống đỡ lấy Lưu Chấn chân, hai tay ngược lại bắt hắn mắt cá chân, hai chân thì là buông hắn ra phần eo, mượn lực đem trên không trung ngược lại sách mà lên, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Phanh. Khói bụi nổi lên bốn phía, Lưu Chấn dẫn đầu rơi xuống đất, ngã cái thất điên bát đảo. Bành. Khói bụi nổi lên bốn phía, từ tiểu thụ cực kỳ ưu nhã nện trên người Lưu Chấn. Hắn phun ra một nguồn máu, vừa hướng trên kháng đài chấn kinh đến nói không ra lời người phất tay, một bên thấp giọng nói. Lưu Chấn, ngươi rất lợi hại. Lưu Chấn, đây là quyền pháp gì? Lưu Chấn, ngươi giáo hội ta không nên khinh thường, ta nhớ kỹ. Hút đầu lưu chấn ba liền rốt cục để lưu chấn bản chấn lấy lại tinh thần hắn quét qua ngày xưa im lặng là vàng tức hỗn hển nói người mẹ nó từ trên người ta xuống tới giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 17, mẫn cảm thể chất rầm rầm trên khán đài truyền đến như sấm sét tiếng vỗ tay không hề nghi ngờ cuộc chiến đấu này là cực kỳ đặc sắc biến đổi bất ngờ vốn cho rằng lưu chấn đại ám kiếp quyền liên miên chi thế đánh ra từ tiểu thụ chống đỡ không được không nghĩ tới hắn vậy mà dùng một tay chỉ lưỡi đao phá quyền, phản hồi cục diện. Vốn cho rằng tối cướp nổ tung, từ tiểu thụ bản thân bị trọng thương, hết cách xoay chuyển, không ngờ hắn tương kế tự kế, một nguồn máu mơ hồ ánh mắt, đổi bị động làm chủ động. Khẩn yếu nhất, hai người trẻ không sau cái kia đạo phi tốc xoay tròn phong hỏa luân, không chỉ có chuyển lưu chấn hoài nghi nhân sinh, đằng sau xuất hiện cái kia một thức linh dương móc sừng, phản ném lưu chấn, càng là triển lộ ra từ tiểu thụ siêu cường vật lộn kỹ nghệ. Mà người khởi sướng từ tiểu thụ thì biểu thị, nếu như không có cường tráng, trước mắt hắn cơ bản đã treo. Đại ám kiếp quyền ám kình quả thực đáng sợ, hắn mặc dù chuyển bại thành thắng, nhưng lúc này vậy hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Ngươi cần nghỉ ngơi sao? Trọng tài chạy tới. Ân. Từ tiểu thụ gật đầu. Trọng tài hít một hơi thật sâu, chỉ vào từ tiểu thụ dưới thân lưu chấn, hắn cũng cần. Lưu chấn lúc này đã ngất đi, không biết là quản vẫn là khí. Từ tiểu thụ xấu hổ đứng dậy, cuối cùng đem lưu chấn tuyển thủ nhường lại, lập tức có nhân viên công tác tiến lên khiên đi hắn không đi vào khôi phục. Trọng tài hỏi. Từ tiểu thụ mắt liếc đứng dậy vỗ tay khán giả, nói giỡn, làm sao có thể đi vào. Hắn lắc đầu, lực chú ý đi vào trong đầu. Được sự cổ vũ, bị động giá trị, 242. Nhận khen ngợi, bị động giá trị, 366. Tin tức từng đầu đổi mới lấy, lửa nén hương thời gian, góp nhặt bị động giá trị là hắn đánh liên tục hai trận vậy không kiếm được số lượng. Từ tiểu thụ nhịn không được mắt liếc phía dưới. Bị động giá trị, 7255 chật chật. Thanh địch hình nhi cống hiến cái kia mấy điểm xem nhẹ, riêng là lưu chấn một cái người, liền cho hắn vượt qua 2.000 mức. Mà cái khác, tất cả đều là hai trận đấu khoảng cách bên trong, đám này điên cùng người xem các lão gia ban tặng. Cái số này còn đang không ngừng tăng vọt. Từ tiểu thụ không còn quan tâm, mà là xem xét lên thân thể của mình đến. Tối cướp sắp vỡ, hắn bản thân bị trọng thương, có thể nói đằng sau thao tác là toàn bằng ý chí ráng chống đỡ lấy đánh ra đến. Lúc này vừa buông lỏng, hắn cơ bản đã mất đi hành động lực, liền kéo một cái khóe miệng đều cảm giác đau. Nhưng mà, phá vây thi đấu còn có một trận. Từ tiểu thủ khẽ cắn môi, ngồi ngay ngắn ở xuất vân thai bên trên, chuyển dưới thân thể, đưa lưng về phía người xem. Hắn móc ra một bình đan dược, đây là tiểu tổ thi đấu kết thúc, kiều trưởng lão cho hắn thập phẩm chữa thương linh đan, xích kim đan. Liều mạng. Từ tiểu thủ giống như chịu chết, cầm bốc lên một viên xích kim đan, không dám đại hút, nhẹ nhàng ngửi một cái. Chỉ một thoáng, hắn phản phất như bị sét đánh, hai mắt tái đi, thân thể rung lên cầm cập nga 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 trên khán đài người đều chú ý tới từ tiểu thụ lúc này nhìn thấy hắn lưng đối với mình bỗng nhiên rung rẩy lên từng cái duỗi cổ hết sức tò mò hắn đang làm gì a à? đập đang dược đây là đang dược gì như thế thoải mái đây là độc đang đi như vậy kinh khủng tất cả mọi người nhìn thấy từ tiểu thụ lúc đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất thân thể khẽ đảo ngồi vịt ở xuất vân thai thượng trình đại chữ như một đống rung rung bùn nhão đây là ăn cái gì a à? Trung thành dạng này. Gia hỏa này là chấn động thuộc tính a. Tất cả mọi người đầu trong nháy mắt quát ra dấu chấm hỏi, từ tiểu thụ vô ý thức bên trong lại thu hoạch được một sóng lớn hoài nghi. Trọng tài người đều sợ tè ra quần, cái này mẹ nó tình huống như thế nào a, vừa mới đưa tiễn lưu chấn, ngươi cũng đổ hạ. Bao lớn người, có thể hay không để cho ta cái này làm trọng tài bớt lo một chút a. Hắn vội vàng mang theo nhân viên y tế chạy tới, một bên xem mạch, một bên bóp lấy từ tiểu thụ người bên trong. Nga nga. Không, không sao. Từ tiểu thụ miệng sùi bọt mép. Trọng tài kém chút chửi mẹ, cái này mẹ nó giống như là không sao bộ dáng. Ngươi nếu là không chịu nổi ngươi chi một tiếng, ta dẫn ngươi đi chữa thương. Trọng tài ý đồ nhấn lấy bộ ngực hắn, ngăn cản rung rẩy. Từ tiểu thụ hai mắt một vòng trắng, dãy dụ lấy mong muốn ngồi xuống, lại là toàn thân bất lực, hắn suy yếu gầm thét. Khác, đừng đụng ta. Ta hiện tại là mẫn cảm thể chất, nga nga nga. Trọng tài. Hắn yên lặng thu hồi ấn xuống từ tiểu thụ hai tay có lẽ, hắn cũng không cần ta. Trên kháng đài từng cái gọi thẳng phát sinh cái gì, bởi vì từ tiểu thụ vừa nằm xuống, mặt liền bị thấy được, có hiểu môi ngữ cho phiên dịch dưới, lập tức vỡ tổ. Hắn đây là ăn xuân dược A. Tranh tài hiện trường gặm thứ này, ta phục. Người tới A, bắt hắn cho ta cởi đi tiết tiết lửa. mãnh liệt yêu cầu dược vật kiểm trắc, cái này từ tiểu thụ khẳng định phục dụng cấm dược. Cái này một đợt phiên dịch, lại là cho từ tiểu thụ doanh thu vô số bị động giá trị, có hoài nghi, có kính nể, có trào phúng. Nhân viên y tế buông lỏng ra bắt mạch tay, một mặt kinh ngạc nói, giống như thật không có sự tình. Ân. Ừ. Trọng tài nghi hoặc. Hắn không biết ăn đang dược gì, cái này dược tính thật là đáng sợ, trong cơ thể chính phi tốt chữa trị, tốt bảy tám phần. Ha ha. Tốt bảy tám phần. Trọng tài chỉ vào từ tiểu thụ rung chuyển động thân thể, vậy cái này là cái gì? Nhân viên y tế khúng núm, không xác định nói, dễ chịu. Trọng tài mặt đều đen, ta dễ chịu ngươi cái quỷ. Không đáng tin cậy. Hắn suy nghĩ một trận, thanh từ tiểu thụ tay gỡ ra, thấy được xích kim đan. Liền cái này. Hắn vẫy một cái lông mày, tiện tay móc ra một viên đưa vào trong miệng, thấy nhân viên y tế kém chút nhảy lên, không thể ăn. Không sao, nếu như hắn đây là độc dược, không có người nói hiệu quả, hắn cũng không dám nuốt vào, nếu như hắn tranh tài trong lúc đó phục dụng cấm dược, đây càng là ta muốn lập tức dò xét ra đến. Trọng tài ngồi xếp bằng, trong cơ thể linh nguyên một vận chuyển, đang dược liền hóa, ánh mắt hắn lập tức mở ra. Cái quái gì? thật là xích kim đan. Hắn nhìn xem không ngừng run rẩy từ tiểu thụ, không khỏi rơi vào trầm tư, chúng ta ăn là cùng một vật. Hoặc là nói, chẳng lẽ nói, hắn thật là mẫn cảm thể chất. Muốn đến nơi này, trọng tài thân thể lắc một cái, nhân viên y tế giật nảy mình. Một bên trên mặt đất, từ tiểu thụ run rẩy kéo dài một trận, liền dần dần khôi phục bình tĩnh, có lần trước luyện linh đang kinh nghiệm, hắn kỳ thật đã muốn tốt hơn nhiều. Với lại cái này xích kim đan dù sao cũng là thuốc chữa thương, khoái cảm liền một trận, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh không thể không nói, phương pháp hô hấp tác dụng phụ lớn, nhưng công hiệu càng lớn. Giống như khôi phục được không sai biệt lắm, liền là còn đau. Từ tiểu thụ âm thầm nghĩ đến. Đại ám kiếp quyền ám kình dẫn bạo chi lực không phải nói giỡn, hắn hiện đang hồi tưởng lại tới vẫn là tê cả da đầu, thật không biết mình lúc ấy làm sao có dũng khí liều chết. Ân, ừ, ngoại trừ liều chết, vậy không còn cách nào khác giống như. Từ tiểu thụ phất tay đạp chân, cưỡng ép để cho mình sinh long hoặc hổ bắt đầu, còn có một trận chiến đấu đâu, thân thể không thể lạnh xuống đến, trọng tài nhìn xem nhảy nhót tưng bừng ngẫu co lại từ tiểu thụ một mặt hồ nghi cái này xong việc từ tiểu thụ nhảy lấy quay đầu hướng yêu thích mình người xem các bằng hữu phất tay gửi tới lời cảm ơn biểu thị cảm ơn lo lắng hắn lần nữa xem não hải tin tức bị động giá trị 10.220 chật chật tăng vọt hơn 3.000 cái này là chân ái a từ tiểu thụ một bên sợ hãi tháng phục một bên một bước trung lên đi trở về trong kết giới hôm nay mức đạt tiêu chuẩn thậm chí có chỗ vượt qua Trọng tài giống cận vệ một dạng đi theo hắn, tự hồ thuận miệng hỏi một chút, chuẩn bị kỹ càng bắt đầu trận tiếp theo. "Không vội, ta lại điều tức dưới, cho chút thời gian a." À. Từ tiểu thủ móc ra một viên linh tinh, thỉnh thoảng ngửi một cái, tận lực để cho mình bảo trì tại cao trạng thái thăng bằng. Dù là như thế, vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, còn trọng thương vừa khỏi, hắn có thể phát huy ra 6 7 điểm thực lực đã dù không sai. "Có thể." Trọng tài ha ha một cười, "Vậy thì bắt đầu đi, dù sao vậy không có thời gian." từ tiểu thụ một mặt chấn kinh nhìn qua trọng tài, ngươi là chó A. À. Không có thời gian còn hỏi ta muốn hay không bắt đầu, nhất định phải làm ta một cái. Trọng tài vui tươi hớn hở dùng linh nguyên rót vào trận lệnh, thôi động rút thăm màn sáng, trên mặt có tách ra về một cuộc thắng lợi cười miễn. Màn sáng lưu chuyển, danh tự định ra. Văn trùng. Từ tiểu thụ nghẹn họng nhìn trân trối nhìn qua hắn, văn trùng. Ngươi làm ta đây A. À. Trọng tài một mặt vô tội, buông buông đồng hồ bày ra mưa ta không dưa. Ngay tại lúc đó, kính phòng cũng thiếu chút vén nồi, bầu không khí trực tiếp bị cái tên này điểm bạo. ta thiên văn trùng nội tình đi cái này từ tiểu thụ thật thê thảm được an bài đúng vậy a à, vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại chiến kết quả còn không nghỉ ngơi tốt liền nên đón một cái vốn nên thủ lôi đại lão thủ lôi đại lão một chút người hào hứng hừng hực vậy có kiến thức nữa vời, không rõ mọi người vì sao a à bỗng nhiên liền nổ tung mau nói chuyện gì xảy ra số hai lôi đại biết đi văn lão đại vận khí không tốt tiểu tổ thi đấu cùng triều thanh đằng quốc một tổ bị đè ép một đầu một cái quán quân một cái á quân cắt cái này có cái gì từ tiểu thụ cũng là quán quân triều thanh đằng bản hai tiên thiên cao thủ văn lão đại bản bảy nửa bước tiên thiên t ngưu như vậy phê ha ha ngươi cho rằng cái này kết thúc không 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 gia hỏa này đơn giản cùng từ tiểu thụ là thiên địch a người nói chuyện ngữ khí chế nhạo sâu đủ người bên ngoài khẩu vị một bên người nhao nhao tức giận, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Lưu Chấn biết đi, vừa rồi kém chút thanh từ tiểu thụ đánh nổ 10 cảnh ngưu nhân. Ừ. Đám người gật đầu. Văn trùng hắn tiểu đệ. T. Đám người hít vào khí lạnh. Vẫn chưa xong. Cái kia người thần sắc đắc ý, tiếp tục nói, địch hình nhi biết đi, cái kia bị từ tiểu thụ dùng kiếm gỗ đập hai lần đầu cô bé. Ừ. Văn trùng hắn nữ thần. Kẻ nói chuyện long trời lỡ đất. Ít 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 nổ tung. Cái này mẹ nó từ tiểu thụ lạnh a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 18, đánh lén. Cạch. Cạch. Nương theo trầm ổn bước chân, đâm đầu đi tới một thanh niên. Hắn dáng người thon dài, cực kỳ cân xứng, lông mày rất dày, bờ môi cực mỏng, xem xét liền là âm tàn hạng người. Phong Vân bản bản 7, ngoại vị người xưng văn lão đại, Văn Trùng. Từ tiểu thụ cảm giác đập vào mặt một cổ cường đại uy áp hắn biết văn trùng có một môn xuất thế công pháp nếu để cho hắn thành hình mình chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi cầm trong tay hắn linh tinh tại chấp mũi khẽ ngửi khẽ cười một tiếng sư đệ tốt văn trùng bước chân một cái lão đảo tức giận đến đau răng uy áp tự sụp đổ là mặc dù khí thế của hắn uy vũ bất phàm tại từ tiểu thụ trước mặt cũng là một cái muộn nhập môn một năm sư đệ người xem vốn cũng đang lo lắng từ tiểu thụ muốn thế nào chống đỡ cái này mở màn khí thế uy áp không ngờ tiểu tử này quỷ chiêu nhiều lần ra có phần có hiệu quả. Chết cười ta, cái này từ tiểu thụ ta phục. Mẹ a, dám ở văn lão đại trước mặt nói như vậy, đổi ta chân đều mềm nhũng. Ha ha, không phải ngươi cho rằng hắn vì sao a có thể đứng ở hiện tại, từ tiểu thụ vẫn là rất mạnh. Giữa sân, Văn Trùng mặt mày như ưng, cắt cao nhìn chằm chằm hắn, từ tiểu thụ, ngươi rất không tệ, dám đụng đến ta người, chắc hẳn ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Từ tiểu thụ tự nhiên biết hắn nói là ai, Lưu Chấn Nha, người nào không biết tâm hắn hạ thầm hận không thôi, mình làm sao xui xẻo như vậy, vừa đánh nhỏ, lão liền chạy ra khỏi đến, hoàn toàn không cho hắn thời gian phát dục. Hắn không khỏi quay đầu trừng trọng tài một chút. Trọng tài tức giận đến vung tay lên, cả giận nói, tranh tài bắt đầu. Từ tiểu thụ trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, cái này văn trùng mạnh nhất cũng không phải uy áp một chiêu, mà là một môn tên gọi phân ảnh linh pháp linh kỹ. Môn này linh kỹ cao nhất có thể đồng thời huyễn hóa ra bảy đạo phân thân, phối hợp văn trùng cái kia xuất quỷ nhập thần giao găm thuật, một khi bị dính bên trên, cũng trốn không thoát. Phân ảnh linh pháp tuy là hậu thiên cấp bậc, nhưng tính thực dụng có thể so với tiên thiên. Văn trùng gặp từ tiểu thụ lui lại, lạnh lùng một cười, cái này chính hợp ý hắn. Phân ảnh linh pháp xuất thế càng lâu, trước tiên bên trong có thể gọi ra đến phân thân càng nhiều, đã cái này từ tiểu thụ muốn kéo dài khoảng cách, vậy liền cùng một chỗ kéo dài thời gian. Ấn quyết vừa rơi xuống, văn trùng cười nhạt, chờ hắn gọi ra bảy đạo phân thân, từ tiểu thụ chắc chắn phải chết. Trên lôi đài tranh tài không bắt đầu còn có âm thanh, ngay từ đầu ngược lại yên tĩnh, thính phòng lại không phải như vậy thủy chung sôi trào từ tiểu thụ điên rồi hắn không biết văn lão đại phân ảnh linh pháp cũng có thể xuất thế kéo dài khoảng cách chờ chết ta nghe nói hắn chỉ hội một thức bạch vân kiếm pháp có lẽ thật không biết song song chờ văn lão đại cùng bảy đạo phân thân hô nhau mà lên gia hỏa này muốn bị cắt miếng đều đúng vậy a à, không ngừng hắn có cửu phẩm linh khí người khác vậy có a à. văn lão đại đôi kia tím dao găm chật chật đáng sợ các ngươi nhìn từ tiểu thụ còn cầm kiếm gỗ ít 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 hắn hắn nhắm mắt lại lưu chấn đã từ nhân viên y tế che chở hạ tỉnh lại vừa đến thính phòng liền nhìn thấy hai người đều tại vận sức chờ phát động hắn con ngươi co rụt lại không phải là bởi vì văn trùng phân thân linh pháp mà là thấy được từ tiểu thủ cái kia quen thuộc nhắm mắt đây là bên trên một trận hắn thời khắc cuối cùng không có xuất ra cái kia một thức kiếm pháp vừa mở trận mọi người đều trực tiếp vạch rõ ngọn ngành bài như thế táo bạo sao từ tiểu thủ xác thực liền là tính toán như vậy thân thể của hắn đã không cho phép đánh đánh lâu dài đã phân thân linh pháp cùng bạch vân du du đều cần xúc thế vậy liền một chiêu phân thắng thua bất quá vì phòng ngừa đã thương người hắn vẫn là dùng lên kiếm gỗ hắn là một cái có yêu tâm tuyển thủ thủy chung làm đối thủ suy nghĩ kiếm gỗ hắn hôm qua đã thử qua công kích cũng tạm được miễn cưỡng có thể vạch phá vỏ cây trên thực tế bạch vân du du cường không phải vũ khí mà là kiếm ý trái lại một bên khác từng đạo hư ảo bóng dáng xuất hiện tại văn trùng quanh thân tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám biết thắng bại liền trong nháy mắt. Trọng tài thân thể đã chìm xuống dưới, nói thật, bọn hắn một chuyến này, sợ sẽ nhất là loại này đối bính. Ngươi nếu không để bọn hắn liều một cái, nhìn không ra thắng bại, ngươi muốn để bọn hắn liều một cái, khả năng liền sẽ chết người. Hô! Hắn đôi mắt cắt cao nhìn chầm chầm từ tiểu thụ, nhìn xem hắn kiếm gỗ, nhìn xem hắn nhắm mắt, nhìn xem hắn dần dần ảm đạm đi khí tức, trong lòng hoảng đến một thất. Ngươi ra sức điểm A. Không phải có cửu phẩm linh kiếm à, lấy ra liều một cái A, chỉ cần ngươi muốn chống đỡ qua văn trùng thứ nhất phát thế công, ta liền có thể cứu ngươi. Ông! Một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, nhìn về phía từ tiểu thụ kiếm. Ách, kiếm gỗ! Nghe lầm! Chẳng lẽ là văn trùng chủy thủ đang chấn động? Đám người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy văn trùng trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình hóa thành hư ảnh, di hình hoáng vị, cùng phân thân giao nhau lóe ra cắt về phía từ tiểu thụ. Khoảng cách kéo gần lại. Nửa tràng. Một trượng từ tiểu thụ còn tại nhắm mắt tất cả mọi người đều ở trong lòng chỉ mẹ sắp chết đến nơi người mẹ nó còn không mở ra người khả năng vĩnh viễn đều không mở ra được trọng tài trong nháy mắt nhào tới cái này từ tiểu thụ điên rồi hắn bản thân bị trọng thương khẳng định đã bỏ đi tranh tài nhưng mà ngay tại hai người chỉ có chỉ cách một chút lúc từ tiểu thụ nghiễm nhiên mở mắt tay phải cầm kiếm lại chẳng biết lúc nào đã một kiếm vẽ ra một kiếm này kỳ chậm vô cùng như ung dung mây trắng trong nháy mắt trấn an hạ đám người sao động tâm Ông. Lại một tiếng kiếm minh, lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, là từ tiểu thụ kiếm gỗ tại nhảy cẩn lấy, mà không phải văn trùng chủy thủ. Kiếm gỗ. Chuyện gì xảy ra? Thính phòng đám người cấp bách đợi phản ứng, không ngờ tự thân vậy tao ương. Khanh. Một tiếng này, là tất cả mọi người bội kiếm đều tại rung động, tự hồ bị kiếm ý dẫn dắt, liên thành một mảnh. Một màn này là quen thuộc như thế, ở đây tất cả kiếm tu, kìm lòng không được nhớ tới hôm trước ngoại viện cái kia không biết tên một dặm kiếm minh đừng nói là, đó chính là từ tiểu thụ tạo thành. Cái này, cái này sao có thể? Ta hoa mắt. Hư không, tiếu thất tu trừng lớn hai mắt, chấn kinh nắm chặt tự thân trường kiếm. Hậu thiên kiếm ý. Thật là từ tiểu thụ. Giữa sân, theo vù vù tiếng vang lên, văn trùng lập tức biến chiêu, cơ hồ là dáng từ tiểu thụ cái mũi rút lui mà ra, trong nháy mắt bảy đạo phân thân che ở trước người hắn. Khanh khanh khanh. Kiếm quang cùng tiếng giao găm giao tiếp, tiếng len ken bên tai không dứt. Văn trùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tiểu tử này một kiếm vậy mà chém ra không dưới mấy trăm kiếm quang, đạo này nhìn như chậm chạp kiếm võng không chỉ có phong tỏa hắn đường tấn công càng là làm cho hắn vừa lui lại lui làm sao có thể tiểu tử này không phải rèn thể sao tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm thuật suy 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 văn trùng phân thân từng đạo bị chém vỡ trên người hắn xuất hiện từng đạo tinh mịn vết kiếm máu tư tư bắn mà ra bên ngoài sân lưu chấn bị khiếp sợ đến kiếm thuật này hắn nhớ kỹ khi đó từ tiểu thụ vẫn là cầm tàn khổ nếu không phải hắn dùng ám kiếp nổ đoạn từ tiểu thụ thế công, mình lúc này tránh không được khối thịt vụn. Quả nhiên, tiểu tử này liền cùng mình muốn một dạng, thâm tàn bất lậu. Giữa sân, văn trùng bị kiếm quan trảm trở về chỗ cũ, thậm chí muốn bị bức ra lôi đài. Hắn thu hồi chủy thủ, hai tay xiên ở trước ngực, một đạo linh khí che đậy mãnh liệt từ trong cơ thể bắn ra mà ra, trong nháy mắt băng đi tất cả kiếm quan. Trùng linh che đậy. Linh khí tan hết, văn trùng lại con ngươi co rụt lại từ tiểu thụ trên trán tóc dài theo vọt tới trước xu thế nghiêng lên kiếm gỗ nghiễm nhiên dọc tại hắn ít hầu phía trên ngươi thua lộc cộc văn trùng vô ý thức nuốt ngụm nước miếng hầu kết nhấp nhô ở giữa tại kiếm gỗ kiếm khí hạ vạch ra một đạo vết máu hắn máu me đầy mặt nhưng đều là bị thương ngoài da thậm chí trạng thái cũng còn tại đỉnh phong nhưng hắn liền là thua một kiếm một câu phong vân bản bản bảy bị thua bảo các đất cắt đi thính phòng lặng ngắt như tờ trọng tài ở phía sau tại chỗ ngốc trệ từ tiểu thụ thu kiếm quay người, hắn muốn đi về nghỉ cùng khôi phục, một kiếm này dưới, linh lực đều bị rút sạch. Hắn chân lắc một cái. Nhìn xuống, không thể đổ dưới, nhiều người như vậy nhìn xem đâu, nhất định phải gắn xong. Văn trùng đầy mắt không cam lòng, ngoại trừ xuất thế, chân chính chiến đấu thậm chí không đến mấy hơi, hắn vậy mà bại. Phong vân bản bản bảy, ngoại viện văn lão đại, vậy mà bại. Hắn không quay đầu lại, thân ở trong kết giới, tự hồ đều đã nghe được trên khán đài vô tình cười nhạo. Cái này từ tiểu thụ, lưu chấn đều có thể đem hắn đánh cho tàn phế văn lão đại lại bị hắn một kiếm đánh bại cái này từ tiểu thụ dám dùng kiếm gỗ đùa dẫn địch hinh nhi văn lão đại ra sân về sau lại cũng không thể tránh được văn trùng trong mắt ngoan sắc lóe lên mà qua hắn sát ngược tại trong cửa tay áo tím dao găm hiện lên mịt mờ khí tức vậy mà hóa thành hư ảnh lần nữa xông tới cẩn thận văn trùng dừng tay tranh tài kết thúc kết thúc trọng tài gào thét lớn nhào tới trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới liền bởi vì chính mình một câu tranh tài kết thúc hô đã chậm hội ủ thành dạng này hậu quả người sáng suốt đều nhìn ra được từ tiểu thụ thắng văn trùng lại còn xuất thủ đánh lén hắn hoàn toàn không kịp ngăn trở nhận đánh lén bị động giá trị một từ tiểu thụ bởi vì tham tài thời khắc có một sợi lực chú ý đặt ở tin tức trên lan can lúc này ngắm đến quy tắc này tin tức mãnh liệt xoay người sai chỗ xuất thủ suy văn trùng cử phẩm linh dao găm hung hăng đâm vào từ tiểu thụ bả vai huyết hoa lóe ra suy từ tiểu thụ tay phải xuyên qua văn trùng lồng ngực, vị trí kia, là trái tim. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 19, Hồ Nga bên trên sinh sát chi niệm. Từ tiểu thụ ngây dại. Trọng tài ngây dại. Vừa mới có chỗ sôi trào, gọi thẳng coi chừng thính phòng vậy ngây dại. Ngay tiếp theo trong hư không tiếu thất tu cũng có chút sợ rung, chiến đấu nghiễm nhiên kết thúc, hắn liền đi chú ý cái khác lôi đài. Chưa từng nghĩ, một cái quay đầu, tình huống thảm thiết đến tận đây về nhớ tới bản thân bắt đầu thi đấu trước nói chuyện trọng tài vậy có thất thần thời điểm mình đây là một câu thành sấm giữa sân cứng đờ văn trùng khóe miệng khẽ động tự hồ mong muốn nói cái gì nhưng là chỉ có cuồn cuộn máu tươi tuôn ra hắn trừng mắt sửng sốt nửa câu đều nói không nên lời trong mắt quan sát còn chưa cởi tận liền đã hoàn toàn hóa thành không dám tin hắn cúi đầu thấy được từ tiểu thụ cái kia xuyên qua mình trái tim tay bởi vì xuyên qua hắn chỉ có thể nhìn thấy khuỷu tay cái kia dư tự thân huyết dịch giữ tận hồng tay sâu đâm thủng ngực làm sao có thể văn trùng khóe mắt gân xanh hở ra đó là kịch liệt đau nhất bố trí hắn nhìn xem từ tiểu thụ trong mắt tất cả đều là không hiểu tự hồ mong muốn một đáp án từ tiểu thụ thậm chí có thể cảm giác được mình cánh tay chỗ truyền đến vô cùng có quy luật đè ép cảm xúc phanh 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 cứu người hắn trống to trong lúc nhất thời không biết mình là muốn rút tay đến vẫn là không rút tại sao có thể như vậy chết từ tiểu thụ bối rối hắn chưa từng muốn qua giết người càng chưa từng nghĩ qua văn trùng hội thật đến đánh lén hắn. Vô ý thức xoay tay lại, bất quá là bởi vì chính mình tin tưởng bị động hệ thống nhắc nhở thôi, không nghĩ tới văn trùng vì giết hắn, mình đụng trên họng súng. Ngươi đây là làm gì? Từ tiểu thụ trống giận, móc ra xích kim đang nhét vào văn trùng miệng bên trong, văn trùng tự hồ tại lắc đầu, biên độ nhỏ đến nhìn không thấy. Môi hắn khẽ nhếch, chưa từng khép lại. Ăn a. À. Từ tiểu thụ dùng tay trái giơ lên hắn cái cầm, muốn cho hắn luyện hóa dược lực, kết quả tay một lấy ra, đang dược trượt xuống, ngã xuống đất. Thùng thùng. Hắn nhìn xem kim hồng sắc đang dược im ắng lăn đi, ý thức được khả năng có cái gì đồ vật cũng theo đó mất đi. Trọng tài đi tới, đem từ tiểu thụ tay từ văn trùng chỗ ngực rút ra, thẳng nhiên nói, vô dụng, hắn chết. Từ tiểu thụ toàn thân chấn động, chết. Liền xem như luyện linh sư, sinh mệnh vậy một dạng như thế yếu ớt sao. Một đâm liền chết. Trọng tài nhìn thấy từ tiểu thụ bộ dáng, không khỏi thở dài một hơi, vỗ bả vai hắn, tự hồ tại an ủi lần thứ nhất giết người. Thích ứng xuống đi. Hắn đem văn trùng cắm ở từ tiểu thủ bả vai chủy thủ rút ra, đưa cho hắn một bình đan dược, tính là mình trước đó ăn hắn xích kim đan bồi thường. Yên tâm, đây không phải ngươi sai, là hắn đánh lén trước đây, mặc dù có tội, cũng đều là ta thất trách. Ngươi không có việc gì, đi về nghỉ ngơi trước đi, đằng sau giao cho ta. Từ tiểu thủ có chút thất thần, lại nhắm nhìn trọng tài trong ngực văn trùng, không nói gì, bưng bít lấy bả vai yên lặng đi ra lôi đài. Thính phòng nhìn xem hắn thất vọng mất mát bóng dáng, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không dám lớn tiếng ồn ào thật chết đây cũng là ngoại viện mười mấy năm qua thủ sát đúng vậy a à, trước kia trọng tài cùng tuyển thủ đều cực kỳ tự giác lần này là thật không nghĩ tới văn lão đại quá vọng động rồi a à. từ tiểu thụ ta thiên a à, hảo tâm thương hắn có người ủng hộ từ tiểu thụ nhưng đây tuyệt đối là số ít càng nhiều lại là tại phản đối hắn ta không chịu nổi cái này từ tiểu thụ giết người làm sao còn một bộ mình thụ bộ dáng ủy khuất Quan lão đại chết thật quan. Trọng tài còn chưa hô kết thúc đâu, hắn tại quy tắc bên trong xuất thủ A, từ tiểu thụ làm sao dám hạ độc thủ như vậy. mãnh liệt đề nghị đem từ tiểu thụ đá thi đấu, buồn nôn. Không sai, đồng môn giao đấu, lại hạ này ngoan thủ, đơn giản xuất sinh. Một bên ủng hộ từ tiểu thụ người lập tức nổi giận, đứng dậy bác bỏ nói, đánh trắm. Người sáng suốt đều nhìn ra được văn trùng thua. Từ tiểu thụ nếu là đổi thành linh kiếm, văn trùng có thể đỡ nổi. Hắn đã nhường. Văn Trùng đánh lén không thành, phản bị đâm xuyên, từ tiểu thụ còn cho hắn ăn đang dược, đây là cỡ nào đáng ngưỡng mộ phẩm chất, ngươi nhìn không thấy. Ủng hộ Văn Trùng người cười lạnh thành tiếng, trọng tài còn chưa hô kết thúc, Văn Trùng tại quy tắc bên trong xuất thủ mà thôi, trái lại từ tiểu thụ, đơn giản diệt tuyệt nhân tính. Ta tuyệt mẹ ngươi, ngươi cái đòn kiên tinh, bò tới đây cho lão tử. Làm sao, có loại cắn ta. Ngô. Ít ít ít, nhả ra. Ngươi mẹ nó buông ra. Nga hồ. Trời xanh giấu tại nước ngỗng béo đùa mỏng mây. đây là thiên tăng linh cung ngoại viện tuyệt mỹ cảnh. quanh mình vây quanh liễu rủ hồ bên ngoài từ một đạo bạch ngọc lan can làm thành hình trái tim. bên trong chất nước kỳ thanh hiện ra linh khí. trên đó bơi qua bơi lại là kiều trưởng lão dưỡng linh nga. chất thịt thập phần màu mỡ. từ tiểu thụ may mắn nhấm nháp qua mấy ngụm. trong ngày thường đến nga hồ tu luyện người nhiều không kể xiết. gần nhất bởi vì phong vân tranh bá, ngược lại là hiếm người đến. kỳ cảnh có phần thanh. từ tiểu thụ dựa vào lan can mà đứng, trong con ngươi có cô đơn hắn không có trở về nhà mình sân nhỏ, mà là đi tới nơi này cái trước kia thường đến luyện kiếm địa phương. Lần thứ nhất, hắn chiến đấu về sau, hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào, thậm chí liền bị động giá trị đều chẳng muốn lại đi nhìn một chút. Mơ mơ màng màng đi ra lôi đài, trời đi xuất vân phong, hắn phối hợp đi dạo đến nơi này. Mặt trời lặn xuống phía tây, từ tiểu thụ đã ngừng chân thật lâu. Hắn hướng Nga Hồ mất đi một cục đá, bên trong nổi lên gợn sóng, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ, cái thế giới này vậy một dạng, Sinh mệnh tự như là cái này cục đá, lại lớn một viên, chìm vào nga hồ vậy không nổi lên được bao lớn bọc nước a. Từ Tiểu Thụ hơi thở, hắn sờ lấy mình tay phải cánh tay, tự hồ lần nữa cảm nhận được văn trùng cuối cùng nhịp tim. Hối hận? Không. Đối với mình thất thủ giết lầm văn trùng, Từ Tiểu Thụ không có chút nào cảm thấy hối hận, hoặc là nói hắn đã sớm chuẩn bị. Đi vào cái thế giới này, giết người chú nhất định phải trở thành thái độ bình thường. Có lẽ trong thiên tang linh cung còn không rõ ràng, nhưng Từ Tiểu Thụ không có như thế ngây thơ cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Hắn nhận thấy khái, vì đó cô đơn, chỉ là đối yếu ớt sinh mệnh đồng tình cùng suy tư. Có lẽ tại phiến đại lục này người xem ra, sinh mệnh không đáng giá nhắc tới, có lẽ tại sau này hắn xem ra, cũng là như thế. Nhưng giờ phút này từ tiểu thụ, vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Ở kiếp trước tại màu trắng trong phòng bệnh vô tận tra tấn dưới, hắn vẫn như cũ ôm ấp đối nhau khát vọng, có thể nói, từ tiểu thụ đối với sinh mệnh quý trọng, quá đáng trên đời này tuyệt đại đa số người. Mà bây giờ, hắn tự tay phá hủy trân quý như thế sinh mệnh. Chuẩn bị là có chuẩn bị, nhưng chân chính phát sinh một màn này, ai có thể không động dung. Hắn là văn lão đại, nhưng ở trong mắt Từ Tiểu Thụ, vậy vẹn vẹn cái có chút thiên phú, có chút ngạo kiều đệ đệ thôi. Hắn mặc dù đánh lén mình, nhưng có lẽ cũng không từng hạ sát thủ, hắn cuối cùng cũng chỉ đâm đến mình nơi bả vai không phải. Có lẽ mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Từ Tiểu Thụ lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ quét ra não hải. Đã dám ra tay vậy sẽ phải làm tốt gánh chịu hết thảy hậu quả chuẩn bị cho dù cái này hậu quả ai cũng đảm đương không nổi lời này là đúng chết đi văn trùng nói cũng là đối chưa đến chính mình khuyên nhủ phương xa mặt trời lặn hoàn toàn bị chân trời dãy núi thôn vệ sắc trời tối xuống hết thảy trở về yên tĩnh nga bờ hồ bỗng nhiên một trận sóng linh khí cả kinh ngỗng béo nổi lên bốn phía liễu rủ chầm chậm từ tiểu thụ một trận gấp rút hô hấp không tự giác đột phá đến luyện linh thất cảnh a à, hắn bỗng nhiên nắm lên một cục đá sát khí bốn phía, phát tiếp hung hăng ném hướng bọn này ngỗng béo. Ba một cái bọc nước vẫy ra, một cái không có đánh tới. Từ tiểu thụ thăm thẳm thở dài. Rốt cục, vẫn là giết người A. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 20, ăn hạt giống. Từ tiểu thụ cái này Nga Hồ vừa đứng, chính là một đêm. Ngày mùa hè bờ hồ, tổng là có chút ruồi mũi, ở giữa ngược lại là vậy có không biết tự lượng sức mình người, mong muốn tận một phần chút sức mọn, cho hắn điểm cống hiến bị động giá trị, nhưng mà tiên thiên nhục thân đã không phải là cái này chút rùi mũi yếu đuối giác hút có thể đâm xuyên qua trạng sáng thời gian sắc trời rất lạnh từ tiểu thụ nắm thật chặt quần áo hắn cảm xúc khôi phục được không sai biệt lắm dự định rời đi nơi này vừa quay đầu một trương khô gầy mặt nhìn mình chằm chằm từ tiểu thụ giật nảy mình lão nhân này cái khác đều tốt liền là hai cái này đại mắt quần thâm quả thực có chút hung người ngoại viện lão đầu khóe miệng kéo bỗng nhúc nhích cười nói tiểu hỏa tử ngươi không đi quan sát phong vân tranh bá từ tiểu thụ từ từ lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách sau mới cảm giác lão nhân này nói chuyện làm sao có loại cảm giác quen thuộc ngươi là từ tiểu thụ biện thức đây không phải ngày đó hắn tiểu tổ thi đấu rung chân lúc mưa gió đi gấp bên trong ngẫu nhiên gặp lão đầu có duyên như vậy lão đầu hắt hắt một cười đem trên tay cỏ nón lá mang trên đầu từ tiểu thụ lập tức xác nhận không thể nghi ngờ tiền bối đây là từ tiểu thụ nghi hoặc, đụng gặp một lần là duyên phận gặp được hai lần cái kia không nói được a à chẳng lẽ lại lão nhân này là cố ý tới tìm hắn. Mang cỏ nóng lá lão đầu phối hợp chấp tay nói, Ngươi đáng tiếc, ta nghe nói gần nhất, phong vân tranh bá, thế nhưng là thiên tài nhiều lần ra. Ngày hôm qua có một tên tiểu tử, giống như gọi cái gì thú nhỏ. Còn ra tay giết người, chật chật, trẻ tuổi nóng tính A, những người này. Từ tiểu thụ mặt tối sầm, hết chuyện để nói đúng không, hung thủ giết người liền đứng trước mặt ngươi đâu. Lão đầu lại phản phất thật sự không biết hắn, tiếp tục nói, bất quá không quan hệ, ta không phải tìm hắn, ta là tới tìm ngươi. Ta. À. Từ tiểu thụ vừa muốn nói chuyện, lão đầu một giơ tay hắn, ta biết ngươi. Lão tiêu cùng lão kiều nói qua, ngoại viện ra hai cái tiên thiên, cộng thêm một cái hiểu hậu thiên kiếm ý kiếm tu. Nhưng là, ta đơn độc liền là thích nhất ngươi. Từ tiểu thụ nhịn không được, ngài một trận mê sản, tổng cộng nói bốn cái người, bên trong có hai cái là ta. Ta chính là. Ai? Lão đầu trừng mắt, ra hiệu người trẻ tuổi không nên gấp gáp, để hắn nói hết lời. Hắc hắc, ngươi chính là tiên thiên nhục thân, ta nói không sai a. À. Lão phu tìm ngươi tìm đã mấy ngày, thanh ngoại viện đều cứ vậy mà làm cái lượt, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này thưởng Nga, không hổ là lão phu nhìn trúng người. Có tình thú. Từ tiểu thụ âm thầm liếc mắt, đây là cái gì tình thú, ta đây là suy nghĩ nhân sinh, không phải thưởng Nga. Cái này chút ngỗng béo có gì có thể thưởng, ăn còn tạm được. Tối hôm qua lão phu tới nơi này, liền chú ý đến ngươi. Cỏ nón lá lão đầu một lời để từ tiểu thụ giật mình, tối hôm qua mình vậy mà không có chút nào phát giác. Hắn âm thầm quan sát đến lão nhân này, phát hiện chính mình nhìn không ra hắn khí tức, thật giống như trước mặt là một cái bình thường lão đầu. Nhưng là cái này sao có thể? Một cái bình thường lão đầu sẽ ở thiên tang linh cung. Đây tuyệt đối là cái đại lão. Hắn âm thầm suy đoán, không rõ bộ dạng này đại lão vì sao A tìm tới mình, là bởi vì hắn nói tiên thiên nhục thân. Tình thú, nhục thân, bí mật quan sát. Từ tiểu thụ rung lẫy bẫy, làm sao có điểm gì là là cảm giác lão đầu không có phát hiện hắn dị thường, vẫn như cũ chắp tay sau lưng nói, ta quan sát ngươi một buổi tối, hảo tiểu tử, định lực thật tốt. Cho dù là con mũi đốt, âm trầm quỷ kêu, đều chưa từng để ngươi di động mảy may, thậm chí liền cũng không quay đầu. Ta thừa nhận, tiểu tử ngươi có năm đó ta phong phạm. Từ tiểu thủ bước chân một cái lão đảo, hắn nhớ tới đến nửa đêm thời điểm thường xuyên cái cổ mắt lạnh, hình như có người ở sau ót thổi phong. Nguyên lai thực sự có người. Hắn một mặt nghĩ mà sợ bởi vì làm nhân sinh suy nghĩ đến thời khắc mấu chốt có chút mệt mỏi đứng đấy hiếp mắt trong chốc lát vậy mà không có phát hiện lão nhân này lại nói tin tức này cục làm sao vậy không có nhắc nhở một cái đánh lén đe dọa loại hình vậy quá mất chức a à? không nên không nên về sau tuyệt đối phải thành thành thật thật về sân nhỏ đi ngủ khác tại bên ngoài đứng đấy đứng đấy chết cũng không biết chết như thế nào lão đầu dừng gật đầu không ngừng thưa thất lông mày hạ hai mắt viết hài lòng hắn nhìn từ trên xuống dưới từ tiểu thụ đột nhiên hỏi nói ta nói nhiều như vậy ngươi không có cái gì muốn nói từ tiểu thụ hắn sắc mặt tái xanh nói ngươi không phải để cho ta đừng nói chuyện ta có sao ngươi không có ngươi suy nghĩ lại một chút ta có sao từ tiểu thụ vừa muốn phản bác bỗng nhiên một cái hồi tưởng lão nhân này cũng chỉ là dùng động tác ánh mắt ngăn lại mình trên miệng còn giống như thật không có nói hắn bất đắc dĩ nói để tiền bối thất vọng ngài nói cái kia cái trẻ tuổi nóng tính hung thủ giết người là ta đỉnh ngộ kiếm ý là ta tiên thiên nhục thân cũng là ta. Còn có, ta gọi từ tiểu thụ. Công thụ thụ, cảm ơn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta muốn đi tham gia phong vân tranh bá, không phải quan chiến A, gặp lại. Mặc dù hắn không biết lão nhân này ý gì tới, nhưng là có thế không trêu chọc liền không trêu chọc, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Chờ một chút. Lão đầu một thanh kéo lấy hắn, kình vô cùng lớn, bóp từ tiểu thụ cổ tay đau nhất. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Ta không thể ăn thật, ta tối hôm qua cũng không tắm tắm cỏ nón lá lão đầu khóe mặt giật một cái, ăn cái rắm a à ăn, là đang dược ăn không ngon sao, lão phu ăn ngươi làm gì? Thật là, hắn lần nữa nhìn từ trên xuống dưới từ tiểu thụ, ngươi thật có thiên tài như vậy. Từ tiểu thụ mắt liếc tin tức cột, phát hiện không có nhận hoài nghi cái này một hạng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngài đều tin ta, còn hỏi cái này làm gì? Hảo tiểu tử, lão đầu nhếch miệng một cười, nói chuyện phong cách tự tin như vậy, giống ta, liền quyết định là ngươi không sai. Hắn từ trong túi quần đầu móc ra một viên màu đỏ, hạt giống bộ dáng đồ vật, đưa cho Từ Tiểu Thụ ăn. Từ Tiểu Thụ kém chút đi tiểu, cái này mẹ nó cái quái gì a? À? Lão già này có bị bệnh không, không hiểu ra sao cả đi lên một trận loạn suy, sau đó muốn hắn ăn hạt giống. Ta thề, ta Từ Tiểu Thụ về sau cũng không tiếp tục đi ra ngẩn người. Ta mẹ nó phạm tiện a. À? Vì một cái chết đi văn trùng, tức là mất đi mình trong sạch thân thế. Ăn. Nhìn xem Từ Tiểu Thụ cầu khẩn ánh mắt, lão đầu nghĩa chính ngôn từ nói, không có việc gì khả năng có chút tiểu đau nhất nhưng ngươi là tiên thiên nhục thân nhịn một chút liền đi qua ta mẹ nó cầu ngài đừng nói nữa từ tiểu thụ kém chút quỳ xuống ngươi nói chưa dứt lời vừa nói trong lòng ta đầu điểm ấy ngọn lửa hy vọng đều lạnh hắn bị ép tiếp qua cái này móng tay lớn nhỏ màu đỏ hạt giống phát hiện cầm trên tay vậy mà lạ thường nóng từ tiểu thụ chấn kinh mình thế nhưng là tiên thiên nhục thân cái này đổi những người khác chẳng phải là lập tức tay đều muốn bị nấu chảy xuyên lần nữa mắt liếc cỏ nóng lá lão đầu phát hiện hắn chính thập phần mong đợi nhìn lấy mình ăn a à. ăn thật ngon đây tuyệt đối là cái đại lão không cần thiết dùng độc dược xuân dược làm mình một thanh a à. từ tiểu thụ trong lòng phát đắng mình mặc dù vậy đẹp trai nhưng cũng không phải loại kia người khác xem xét liền muốn ngừng mà không được không từ thủ đoạn đẹp trai liều mạng lộc cộc từ tiểu thụ như uống độc chấm một mặt tuyệt vọng nuốt vào sau đó nhìn về phía cỏ nón lá lão đầu phía dưới đâu phía dưới phía dưới không có Lão đầu tiện tiện một cười, hư một cái biến mất không thấy gì nữa. Ít ít ít. Từ tiểu thụ nổ, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cho ta một cái không biết tên thứ đồ gì, gọi ta ăn, kết quả ta đã ăn xong ngươi liền đi. Đi a. À? Thật đi loại kia. Từ tiểu thụ phát điên, hắn thề nếu là gặp lại lão nhân này, nhất định trước tiên một thức bạch vân du du chém ra, cho hắn biết cái gì gọi là phía dưới không có. Một giây sau, hắn bỗng nhiên cảm giác mặt đỏ tới mang tai, toàn bộ thân thể đều nóng lên. Từ tiểu thụ khuôn mặt đều tại sợ rung. Xong đời. Thân thể, thân thể trở nên thật kỳ quái. Đây là cái gì thao đảng cảm giác. Từ tiểu thụ bỗng nhiên giật mình, lão nhân này, nên sẽ không đi để cho người A. Cứu mạng. Ta không đáng. Cứu mạng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.